Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày mùng 1 tháng Giêng, ngày Tết, ngày đầu xuân của năm Nhâm Thìn. Thì cũng là ngày cúng ngồi thường lệ của giáo lý khất sĩ, theo truyền thống của khất sĩ. Thì cái bài nói Pháp để hướng dẫn Phật tử trên con đường tiến hóa đi tới các cõi trời, hoặc là đi tới giải thoát đắc tứ thánh quả, là cái mục đích chánh của khất sĩ Minh Đăng Quang. Thì hôm nay tôi bắt đầu đi vào bài giảng. Thì Phật tử biết rồi là trong cõi đời này, thì nhất là thời buổi này, chưa bao giờ chúng sanh khổ sở và đau đớn bằng thời này. Những ai lớn tuổi thì biết, và lúc mình còn trẻ mấy 3, 4, 5, 70 năm về trước thì cuộc sống tương đối dễ dàng, thanh thản. Còn cuộc đời bây giờ vật chất lên ngút trời, phương tiện hưởng thọ đầy đủ, chúng sanh khổ sở vô cùng. Thì chúng ta biết rồi, cái đó tôi khỏi nói, Phật tử chắc rành hơn tôi. Thì theo trong kinh đó, thì thời buổi này là thời mạt pháp. Thì bất cứ cái gì trời hiện tượng giới cũng có thành, trụ, hoại, không. Thì đạo Phật cũng thế, quả địa cầu này cũng thế. Thời thành, thời trụ, bây giờ thời hoại. Thì pháp của Phật cũng vậy, từ chánh pháp, tượng pháp cho tới mạt pháp. Chánh pháp thì theo Đức Phật là 1.000 năm, vì thâu người nữ còn 500. Còn tượng pháp thì 1.000 năm, mạt pháp 10.000 năm. Tức là từ 1.500 năm về sau là mạt pháp. Mà Phật Thích Ca tới bây giờ là 2.000 mấy trăm năm rồi, thì đang trong thời mạt pháp. Thời này là thời tranh đấu kiên cố giữa thế giới, chiến tranh giữa các tôn giáo, chiến tranh giữa các quốc gia, chiến tranh giữa cái gia đình, anh em, cha mẹ, chiến tranh. Thì còn tới giữa mình với mình, chiến tranh là mình không có giữ ý cho mình. Thì người ta rất sợ vấn đề mà thế giới chiến tranh. Thì bây giờ mới có vấn đề mà cầu nguyện hòa bình của Liên Hợp Quốc. Và người ta sẽ nói rằng ngày 21 tháng 12 gì đó, năm Thìn năm nay nè, sẽ tận thế. Tức là quái kỳ cầu này sẽ nổ, hoặc là có một trận chiến tranh lớn vô cùng để đào thải những người ác. Thành ra bây giờ chúng ta rất là sợ hãi. Nhưng mà cái đó có hay không? Thì có những người đó lợi cho tôi là tính tọa giới để khỏi chết. Tôi nói tọa giới rồi khỏi chết. Rồi thí dụ không có tận thế mình chết không? Bây giờ chết hết một mình, bà cô huynh sống chịu không? Rồi bây giờ có tận thế mình khỏi chết không? Chết thì ai hả? Sanh ra là phải có tử à? Có dĩ nhiên như vậy. Mà tại sao mình lại sợ chết? Mà mình không hiểu chết rồi về đâu. Cái quan trọng là chết là không có hết. Vì bên kia cửa tử hãy còn sanh. Chết cái này thì cái linh hồn, cái thần thức mình vẫn còn, và nó sẽ mang cái xác thân mới mãi mãi. Cái đó đúng là tôi phải giảng bữa nay, nhưng mà thời giờ nó có giới hạn, thì chúng ta phải hiểu, phải hiểu. Đó, thì hôm nay tôi muốn nói rằng vấn đề thế giới có tàn hoại hay thế giới có còn, thì vấn đề đó không ăn thua gì đến chúng ta hết đó. Thì ai rồi cũng phải chết, mà vấn đề chánh là chúng ta siêu hay đọa. Chết rồi thì chúng ta lên hay xuống, hay chúng ta đắc quả. Mà muốn coi siêu hay đọa là coi ngay bây giờ, ngay trong cuộc sống của mình. Cái hay của đạo Phật ở chỗ đó. Bây giờ mình coi cuộc sống mình như thế nào thì mình biết siêu hay là đọa. Chứ không phải là đợi tới chết. Sống sao thì chết như vậy, Phật tử phải hiểu như vậy. Thành ra hôm nay tôi muốn nói về vấn đề đó. Thành ra thế giới có tàn hoại, tất cả các quốc gia có chiến tranh,
tất cả tôn giáo có hiểu lầm, tất cả gia đình có lầm than, cũng không quan trọng. Mà quan trọng ở cái gì? Quan trọng ở cái chiến tranh của nội bộ chúng ta. Mình chiến tranh với mình, thì cái đó là cái quan trọng nhất mà Đức Phật thường khuyên. Thắng vạn quân không bằng tự thắng lòng. Tự thắng lòng là chiến công oanh liệt nhất. Thì chúng ta phải hiểu, ngày xưa cũng vậy, Đức Phật đang ngồi thiền định ở trong rừng sâu, thì có một số các hoàng tử, tức là con vua đấy, đi chơi. Chúng ta biết hoàng tử mặc đồ đẹp lắm, mang là dòng vàng nhóc hết trơn. Thì đi là có mấy cô mà chúng ta bây giờ chúng ta kêu là thanh lâu, tức là mấy cô dùng danh từ thô tháo ngoài chúng ta kêu là đi điếm đó. Thì mấy cô đó là thoa son vào phấn, theo mấy dao cây vàng bạc đồ cà rá là của mình giao cho cô đó giữ. Thì xuống dưới ao lội tắm rồi cô này có cúm bà mới đổ trốn mất. Thì lên rồi bà mới dòng vàng bị lấy mất hết. Đó thì mới chạy kiếm khổ. Thì gặp Đức Phật ngồi sâu trong rừng đó. Hỏi ngài có thấy mấy cái cô ả mà mang dòng vàng đi ngang đây không? Thì Đức Phật trả lời, quý hoàng tử, công tử đi tìm cái cô gái ăn xương đó, hay là đi tìm cái bản ngã của mình, cái nào quan trọng hơn hết? Chúng ta thấy bắt đầu từ hồi xưa đó, thì Đức Phật mới giảng bài pháp, thì tất cả hoàng tử đó bỏ cái của nó không quan trọng mà đi xuất gia sau đắc quả la hán. Thì cái quan trọng chúng ta là phải tìm trở về mình, chứ không phải là hướng bên ngoài. Dầu thế giới có nổ xẹp, dầu có chiến tranh, thì mình cũng phải chết thôi. Thành ra có mấy vị thiền sư nói rất hay, mà nhiều thế giới, nhiều các nhà bác không hiểu. Chúng ta muốn đặt Liên Hiệp Quốc để làm hòa bình thế giới là vô tình đặt cái nền tảng cho chiến tranh thêm. Đừng có mong cầu thế giới nào hòa bình. Càng tìm cách đặt vấn đề để đem lại hòa bình thế giới là làm cho thế giới lộn xộn, chiến tranh nặng thêm. Mình chưa hòa bình, muốn thế giới hòa bình. Mà thế giới này thế giới không hòa bình là do đâu? Do ở quý vị, do ở mỗi người của chúng ta, do tất cả mọi người chúng ta. Thế giới này là thuộc về của chúng ta, nó nằm trong tay quý vị. Tam giới là duy tâm, mà giáo pháp là duy thức. Thành ra thế giới này muốn tiêu hoại là do quý vị tiêu hoại trước. Thành ra mình đừng có chạy bên ngoài. Dầu mà 21 tháng 12 thì có nổ xẹp hay không nổ xẹp không thành vấn đề, mà quý vị có nổ xẹp hay không. Quý vị muốn cho thế giới này đừng nổ xẹp, vẫn được như thường. Thí dụ 6 tỷ người trong quả địa cầu này mà hơn 4-5 tỷ tu, tôi bảo đảm là không có xảy ra cái gì hết. Còn bây giờ 6 tỷ mà có chừng tỷ người tu, 4-5 tỷ người ăn chơi, thì bảo đảm là phải tiêu thôi. Mà muốn tiêu trước nữa là 12-1 tháng 12 là cứ chơi lúng xí làm ác đi. Mà chưa tới ngày đó là đã tiêu trước rồi. Tiêu hay không là do mỗi người chúng ta. Thành ra năm 2000 đó thì tất cả tôn giáo, nhất là Thiên Chúa tận thế. Rồi đâu có tận. Chúng ta nói là trật sửa lại 2005, 2010, bây giờ 2012 gì đó. Mà có thật sự là không tận thế không? Tận thế mà nói hỏi tôi có hay không, tôi không có nói là có, mà tôi không phải nói là không. Thành ra ngày 21 tháng 12 hỏi tôi có không? Tôi nói nếu có là sai, mà không có là trật. Có hay không hỏi ở mình, hỏi ở tất cả 6 tỷ người này. Chúng ta coi nếu người ta có tu hết năm 2000 có tội giới rất nhiều. Sợ chết. Thành ra do cái cầu mong đó nó kết tụ lại một cái khối tư tưởng rất là mạnh. Thì thế giới là thế giới của tư tưởng. Chúng ta thấy có nhiều người bệnh rồi mà chết, mà bác sĩ nói tuần lễ chết, mà ông muốn chính sống 7 tuần lễ để chờ cha mẹ anh em về. Ông vẫn sống 7 tuần, 7 tháng, 7 năm vẫn sống như thường. Không ăn uống gì hết, sống bằng cái gì? Sống bằng cái ý chí, cái tư tưởng của mình. Thì thế giới này hoại hay không là do tất cả chúng ta. Muốn cứu thế giới là tất cả chúng ta phải ăn chay.
phải ăn chay trường. Mà làm được hay không? Chúng ta dám cải sửa cuộc sống này không? Muốn cải sửa chúng ta có ý chí mạnh. Một người thì không ăn được ngày chay nào hết mà dám ăn chay trường, người đó rất mạnh. Có ăn không được, có người hai ngày cũng không sống. Rồi làm sao hòa bình được chính mình, rồi chưa hòa bình với mình, chưa làm chủ lấy mình. Thì mong cầu thế giới hòa bình, làm sao có vụ đó được. Chỉ có ông vua thì có thể ăn chay, rồi khuyên tầng dân rồi nó nghe theo. Thành ra có câu chuyện hồi mà thời Đức Phật, cái ông xuất gia lên một nhà chiêm tinh. Thì cái vụ này cũng là chiêm tinh thế giới đoán đó, là 21 tháng 12 gì đó. Thành ra mới rần rộ cái này là tôn giáo như Hòa Hảo này kia đó, nó đã nói lâu rồi, giờ mới sống trạng trình đã nói rồi. Long dĩ xà đầu cởi chiến tranh, can qua xứ xứ động đau binh mã đề dương cước anh hùng tận gì đó. Rồi sau Đức Quỳnh Giáo Chủ mới nói là mèo kêu bá tánh lao sao đánh chừng rồng rống máu đào chỉnh ghê con ngựa lại đá con dê vậy đó. Là rồng rắn là năm nay. Bây giờ khoa học là tiếp tay thêm. Nhà chiêm tinh nói là chắc chắn năm tình này 21 tháng 12. Tôi nói chắc là sai, mà nói không chắc là trật. Tất cả đều nằm trong tay của quý vị. Tôi nói sai là tôi xuống địa ngục. Mà quý vị có cải sửa nổi không? Thì thời xưa Đức Phật đã có xảy ra câu chuyện đó rồi. Thì một nhà chiêm tinh đại tài đi xuất gia theo Đức Phật. Hôm tối ông ngồi thiền, ông vô ăn lên trời, ông nhìn thiên văn. Thì cái gì xảy ra dưới đất là trên trời nó báo trước hết. Mỗi chúng ta là một vì sao trên đó mà. Mà đó ông vô ông thấy, ông nói, chết rồi. Sáng ngồi lời đây Đức Phật bạch Đức Thế Tôn nguy rồi. Cái chỗ Đức Thế Tôn ở, chúng ta ở hàng ngán 10 năm. Thì Thế Tôn ở đây là với giáo hội 1250 vậy là phải chết đói. Xin Đức Thế Tôn đi. Đức Phật mỉm cười. Ông coi lại coi. Nó nghe lạ, hôm tối ông coi lại. Còn có 5 năm à. Ông nói sao kỳ rồi, nói như mình coi tiếng văn nó có hôm qua mới 10 năm, bữa nay còn có 5 năm. Sáng bạch Thế Tôn, lạ quá Thế Tôn ơi. Sao còn có 5 năm hàng án thôi. Đức Phật cười, ông coi lại coi. Thì tối ông coi lại còn có 6 tháng. Đâu đó giờ mình chưa từng mà nhà chiêm tinh đại tài mà giờ sao mà nó đổi hoài. Sáng bạch Đức Thế Tôn còn có 6 tháng. Lại Thế Tôn chỉ cho con tại sao nó như vậy. Thế Tôn nó nhờ cái đức của Như Lai đấy. Như Lai thấy là 10 năm này chúng sanh ở này khổ quá, chết hết. Trần cơ chúng sanh đây ác lắm. Mà nếu có tay báo là do họ chiêu cảm, họ ác thì tất nhiên là tai họa phải 10 năm. Mà chết thì họ làm sao họ tu được. Có xác thân thì nó dễ tu hơn. Thành ra ta gia hạn xuống 5 năm thôi. Cái đức của Ngài là chuyển được. Đức Phật mà phải biết là trùm cả vũ trụ. Đó, rồi cái 5 năm rồi thì Ngài thấy cũng còn khổ. 5 năm mà hạn hán thì chúng sanh đau khổ. Thì Ngài nghĩ tôi bây giờ cho 6 tháng thôi. Thì 6 tháng. Rồi ông này mới hỏi tại sao Đức Thế Tôn không làm cho mất luôn. Rồi nói làm thì được thôi. Nhưng mà chúng sanh khi mà ăn vui quá đó, nó không tu đâu. Phải cho khổ sở. Thì nó thấy cái khổ sở nó mới tu. Cũng như năm 2000 tận thế, không tận thế thì người ta bắt đầu bỏ ăn mặn lại. Mấy người thọ giới tôi, bây giờ thọ lại. Nói yên vui là không tu nữa, nhậu trở lại. Rồi bây giờ bắt đầu mới thọ lại nữa. Chúng ta thấy cái khổ, ta sợ chết. Mà sợ chết khỏi chết không? Không chết già thì cũng chết trẻ. Một cửa sanh mà 100.000 cửa tử. Mà chết hết không? Chết chưa hẳn là thoát dòng đau khổ. Vì bên kia cửa tử hãy còn sanh. Chúng ta mang vô lượng thân nhưng mà có một cái linh hồn thôi. Thì có đúng là tôi giảng nhưng mà thế giờ không có cho phép. Thì quý vị phải hiểu cái vấn đề đó. Thành ra hôm nay tôi muốn nói quý vị, mỗi người phải trở về với mình. Mà dám trở về không? Mà nếu 6 tỷ người mà trở về 1 tỷ, còn 5 tỷ chơi thì cũng không kết quả gì hết. Vẫn tận thế như thường. Mà tận thế thì tận. Mình cũng sánh với cõi trời hoặc là giáng sánh với cõi Phật.
Không tận thế mình cũng chết, mà tận thế mình cũng chết, mà chết siêu hay đọa quý vị. Bây giờ tôi chết liền mà tôi về cực lạc, tôi xin tôi chết lập tức, tôi không sợ vấn đề chết. Mà nếu tôi sa đọa mấy đoàn ác là tôi không chết đó, mà không chết thì ở làm ác thêm thì sa đọa dữ nữa. Thành đối đạo Phật vấn đề sống chết không không quan trọng. Một người biết tu rồi đó, sống càng lâu thì càng tốt, cái đạo quả càng cao, chết liền lập tức biết đường đi. Còn người không biết tu mà chết liền thì xuống bốn đường ác, mà ở lâu chừng nào tỏa ác càng nhiều chừng đấy. Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Và đó, hôm nay tôi muốn quý vị trở về, mỗi người phải tu, đừng có mong cầu bên ngoài. Đức Phật không cứu mình được đâu. Đức Phật mà cứu được tôi xin xuống địa ngục. Vậy thì ai cứu mình? Chỉ có mình cứu mình thôi. Cứu bằng cái gì? Bằng cái giới luật, giới định tuệ. Cái giới là cái đầu tiên. Thì hôm nay tôi muốn nói về giới định tuệ, nhắc nhở quý vị. Thì trước tiên tôi đi vào con người quý vị trước. Đúng là tôi còn giảng dài nữa đó, nhưng mà bữa nay tôi tính giảng 1 tiếng 15 phút thôi. Thì tôi sức khỏe không có, bữa nay còn truyền giới nữa, và đầu xuân nữa. Quý vị đến không biết quý vị có cái tâm tỉnh táo để nghe không? Cho nghe đây rồi cái tâm nghĩ tới 10 chùa. Rồi con đi về lo cúng ông bà, rồi cái viếng thăm người này người khác. Quý vị cái tâm không có yên thì nghe pháp ăn thua vậy. Cái pháp tôi thì khó hiểu, vì tôi nói sự thật không ạ. Thì thôi chúng ta trở lại. Thì quý vị nhìn con người mình nha, để hiểu cái quan trọng, hiểu mình thì là thành A-la-hán. Còn hiểu lờ mờ hay là không hiểu thì đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn hiểu lờ mờ mà cải sửa thì thành người trời. Còn hiểu thật rõ, hiểu toàn diện thì đó là A-la-hán. Còn tùy thuận để chú ra chúng sanh, đó là Bồ-Tát và Chư Như Lai. Đại khái như vậy. Thì bây giờ quý vị trở về con người mình đang ngồi tại đây. Tôi hướng dẫn quý vị trở về mình. Mình bỏ lâu quá, bây giờ mình mổ xẻ nó. Chúng ta có tất cả là 3 thân. Không có ai dám như vậy. Rồi quý vị coi có phải hay không, nó sáng tỏ hay không. Cái thân thứ nhất đó là dễ thấy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Trong di thức kêu là phù trần căn. Trần là bụi bặm, phù là nổi ở ngoài, mới vị thấy dễ dàng. Cái thân này là cái thân địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Nó chuyên ăn cái đoàn thực, tức là sắc đẹp, tiền tài, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, kêu là ngũ dục. Thì bây giờ quý vị đang hưởng cái đó. Hưởng cái đó không sao, mà có ghiền hay không, có dính mắt hay không. Dính mắt thì lập tức ngay bây giờ là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Thì cái đó tôi khỏi giảng dài, quý vị có nghe nhiều rồi. Sắc là sắc đẹp, nhất là của người khác phái, và những cái món đồ tốt, những cái gì đó. Thinh, sắc, thinh là cái âm thanh, hương là cái mùi vị, vị là cái mùi ngon, ngon ngọt, chua cay. Súc là những cái giờ sơn tráng mịn màng. Mà nếu quý vị còn dính mắt vào đó, còn thích hưởng thụ, còn chìm đắm trong đó, thì ngay bây giờ là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thì quý vị sống sao chết vậy? Quý vị thấy mấy người cờ bạc, lợi nhà kiếm có thì vô sòng bài. Mấy người nhậu lợi nhà không có thì đi quán nhậu. Thì nếu chết rồi thì mấy người cờ bạc thì vô gia đình cờ bạc đầu thai. Thành ra bây giờ sống sao thì quý vị chết y nguyên vậy. Thành ra đừng có sợ chết, thì hãy coi cái sống của mình. Thành ra nếu quý vị sống về sát thân bên ngoài, mít con mắt xích nhìn sắc đẹp, lỗ tai thích nghe tiếng hay, lỗ mũi thích ngửi mùi thơm, miệng thích ăn đồ ngon. Có người mà ăn đồ dở một cái đá mâm bỏ, không ăn chửi thề nữa, thì ngay bây giờ là đã là địa ngục ngạ quỷ rồi. Còn người ta ăn món ngon người ta vẫn ăn, dở người ta cũng ăn, không có chê khe. Chứ không phải là không biết, Đức Phật ngày ăn rồi vẫn biết ngon. Nhưng mà ngon rồi ngày không muốn ăn, còn mình ăn ngon cái mai muốn kiếm ăn nữa. Mà ăn ngày mai dở hơn cái là chửi tệ.
lựa coi cái quán nào ngon nhất lại ăn, cái món này dở không ăn. Nó để bột ngọt, để cái gì miếng ngon miệng thôi chết, thà tính. Bây giờ sống liều mạng. Thành ra mấy cái quán muốn làm ngon nó để nào bột ngọt, nào dầu này kia hấp dẫn mình vô đó mà quất. Mà về hư cái bao tử, ung thư, tiểu đường, tai biến. Do cái lỗ miệng. Thì ngay bây giờ mấy người bệnh ung thư, tiểu đường là đa số, nhất là Tết này. Qua cái Tết này là tiểu đường rất nhiều. Ho, ăn đồ. Đồ nóng kẹo khốn tôi lên xe hơi Phật tử đó 10 người họ hết 9 người rồi. Rồi tôi đưa cái sô cô la đi mua sô cô la gì cúng tôi đâu có dám ăn. Tôi đưa xuống làm náo trội hết. Mình nào nấy ho sụ sụ. Thì tháng này là tháng ho. Ăn đồ ngọt, đồ dầu mỡ. Đây xuống dưới là coi. Nấu rồi để dầu chai. Hủ tiếu chai dầu không, bột ngọt không. Nó ngon vô cùng. Có người mà thà chết chứ không bỏ bột ngọt. Ông Nguyễn Vĩnh vậy đó, là tôi khuyên ông, thấy ông bệnh ung thư phổi, ông ăn bột ngọt, ông nói bỏ không được sư ơi, ta con chết chứ con không bỏ được. Con miếng nêm vô thì ăn mới vô, không có không được. Mà cả vậy mà tới ông sư Từ đó cũng vậy. Con chết ăn ngọt ngọt dữ lắm. Để dầu một cây núm meo, núm rôm, mà giờ núm meo rôm mua đâu 9-10 kg cũng làm còn có 1 kg nữa. Tôi bột ngọt dầu thật là ngon. Cũng cho tôi có vài miếng ăn thiệt là ngon. Tôi nói sư ăn vậy ngon rồi ngon luôn có bao tử sư. Nó nói sư ốm nhom nhách cứ cử hoài. Tôi mạnh vậy đó. Không mạnh thiệt, ông là thầy dạy võ mà. Thời gian rồi ung thư. Ung thư mà nó di căn không hay nó tới. Ung thư cái gan mà nó ra tới cái lưỡi. Nổi cái mục. Như bác sĩ coi không ra, cái bác sĩ Đạt đó đó ra mặt. Sư cho ông hay lên khám, lên ung bướu khám thì cái này sao ung thư. Lên cái nó cắt cái đó một chút xíu, nó tự nó kêu về đi ông nội. Nó gì căng tới vậy rồi trì cái gì nữa. Chúng ta thấy hồi sơ cơ mà không chịu cử. Ông nói thà chết chứ không bỏ bột ngọt. Nó nói vậy đó. Tôi nói sư ăn bột ngọt là chết là biết bao nhiêu người chết vì nó. Tôi đọc bài bột khoa học đó mà. Mà bây giờ bột khoa học cũng tràn lan Tết này nè. Tôi đi bác rồi đã để bột ngọt gói gói của hãng Omo vậy đó. Mà bây giờ hãng đó ngày nói ở ở ở ở chỗ Hòa Thượng Thanh Từ đó. Chùa gì đó, chùa Trưng gì đó. Thưa rồi nó ra nó lấy khoai mì làm cái nước đem thui thứ quắc. Mà thưa hoài cái nó lo chánh phủ rồi cũng êm. Giết chết con người. Mà đâu bây giờ mấy cái xí nghiệp mọc lên mà gần dân chúng mấy cái nhà là giết chết hết. Tới bây giờ lo ăn không à. Thành ra mình thấy những cái Trà Vinh hay các nơi quán ăn uống giải khát nhóc hết trơn. Rồi đó không có gì hết. Uống giải khát không cứ cách nào 5-10 thước là có. Con người nhiều khi là dài kính dịch cúm gì đó. Rồi mấy báo đi lên Sài Gòn nó thấy vô chợ lớn ăn nhóc hết trơn. Hỏi mấy ông có nghe cái gì không? Gà vịt bây giờ cúng mà mấy ông ăn về làm sao? Trời kêu ai nấy giả. Bây giờ con người sống liều mạng vậy đó. Thì cái nào bệnh chết ta hay. Còn bây giờ còn ăn được thì cứ ăn. Chết thành con ma nhà quê. Chúng ta có nhiều cái tư tưởng sai lầm này mới giết chết chúng ta. Thành ra Đức Phật đi đâu là Ngài cải sửa cái hiểu biết của chúng ta. Thì thôi giờ chúng ta trở lại để hết giờ. Thì cái thân thứ nhất quý vị để ý dễ thấy lắm. Là mắt thích nhìn sắc đẹp, tai thích nghe tiếng hay, mũi thích ngửi mùi thơm, miệng thích ăn đồ ngon. Thân sức xúc chạm trơn láng mịn màng. Tức là sắc đẹp. Tiền bạc. Nhất là bây giờ tiền bạc. Bây giờ cả người tu chết vì sắc với tài. Người nam chết vì sắc đẹp. Mấy tăng cũng vậy, người nữ đó thì chết về tiền bạc. Anh bảy anh đen mà đồng tiền anh trắng. Tay mang một túi bạc kè kè. Bây giờ thành ra thế giới bây giờ chúng ta thấy giết nhau cũng vì tiền. Anh em gia đình gì cũng vậy, tiền bạc trên hết. Nhiều khi cha mẹ cũng vì tiền mà không còn mẹ mẹ cha gì hết. Thì mấy vị biết rồi. Cái ông gì mà ông giết cả một cái tiệm vàng chồng vợ con luôn.
đâu có thù quán gì. Mở cửa sáng sớm ông nhào vô là ông giết vàng nhóc hết. Nghèo quá, rồi ra thì nghèo mới có 16, 17 tuổi là chưa có thành niên nữa. Thì thôi đó quý vị biết rồi. Bây giờ quý vị qua cái sắc thân thứ hai, nó cao thượng hơn. Thì cái này trong kinh thường kêu là đoàn thực hay là đoạn thực. Ăn rồi nó có nhồi tình, đoàn là từng cái lọn, hay đoàn là cắt từng khúc dĩa ra đó. Qua cái ruột thì mới ra ngoài có phần. Rồi sắc thân thứ hai là cao thượng nhất, là Phật tử. Chán cái sắc thân bên ngoài rồi. Con giờ con chán tiền bạc, chán sắc tài danh lợi rồi xưa ơi. Ôi con bắt đầu thọ tám giới. Năm giới là còn ở trong sắc tài danh lợi đó, nhưng mà cao thượng. Con đoan thực mà. Còn ăn còn thích mùi ngon, nhưng mà biết kiên cử. Kiên cử, mấy người ăn kiêng, đè nén những cái vọng tâm mình xuống. Có ăn chay 10 ngày con thấy gì, không phải tập ăn chay trừa. Ăn chay khó lắm hiểu gì, không phải dễ đâu. Chút nữa tôi nói về vấn đề chay, quý vị mới thấy là ở đây chưa chắc là ăn chay trường hết đâu. 10 ngày có người không xong, nhất là mấy ngày Tết này. Phương tiện xả láng, qua Tết là tù. Thì tôi thấy tùy quý vị thôi. Đó thì cái sắc thân thứ hai đó là phải giữ tám giới. Ngay trong người quý vị bây giờ không để ý, khó thấy lắm. Con mắt thì có dây thần kinh thị giác, tay thần kinh thính giác, mũi thần kinh khứu giác, lưỡi thần kinh vị giác, ai học lớp 12 mới biết được. Mọi người không có biết. Cái này ăn bằng xúc thực, tức là nó không ăn sắc tài danh lợi mà ăn bằng cái cảm giác hỷ lạc. Ai mà niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật, đây là ăn bằng cái cảm giác hỷ lạc. Tới đây đó là có thể ngồi 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, 70 năm, 7.000 năm. Thì thông lạc do trong tháng này. Tôi cũng được 7-8 tiếng hộ, coi xả ra coi 5 phút. Chừng đó cái thân này mất. Mỗi đầu niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật có đếm nó phóng kéo lại. Thì kêu là ly dục sanh hỷ lạc, hay kéo lại thì là hỷ lạc. Còn định sanh hỷ lạc là khỏi cần niệm Phật nữa, vẫn có tiếng niệm Phật. Ở trong linh hồn khi nó vô đầy nó tràn ra. Chìm đắm trạng thái đó là mất thân luôn. Tiếng niệm Phật nó tràn hết cái thân thứ hai, tức là các cảm giác. Chúng ta thấy rồi, bây giờ có thể ngồi 7 năm, 70 năm, 7.000 năm không còn ăn uống gì hết. Thì đâu có đoàn thực nữa. Đâu có ăn sắc tài danh lợi đồ ăn gì ở đó đâu. Ở đây không có tiêu tiểu nữa. Ngồi như vậy tới 7 năm, 7.000 năm. Ta kêu là nhập định. Hưởng cái hỷ lạc thì ăn cái hỷ lạc này. Thì kêu đó là xúc thực. Xúc là tiếp xúc với các cảm giác. Rồi tôi nói sơ thôi ha, ai muốn ấy thì nghe mấy cái đĩa tôi đâu. Hôm nay là tôi tóm tắt ngắn thôi, vì chúng ta còn đi sâu vấn đề tính hạnh nguyện. Pháp môn là giới định tuệ để chúng ta về thực hành ngay trong cuộc sống này, để khỏi bị đau khổ. Đó thì cái này kêu là xúc thực của cõi trời sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Sơ thiền là niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm. Nhị thiền là khỏi cần niệm Phật. Tam thiền là chìm đắm trong cái đó. Thì ai tới nhị thiền rồi đó là có thể phát nguyện con không gì khỏi trời, con muốn gì khỏi Phật, A Di Đà tiếp dẫn liền. Còn niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm phải nhờ thêm ba hồi niệm. Không khéo là không được. Bởi vì nó vừa tạp niệm vừa nhất niệm. Còn nhị thiền đó là nhất niệm không. Khi mà tiếng niệm Phật từ trong ấy là ngồi xuống muốn niệm là nghe có tiếng niệm Phật trên không gian rồi. Thì mình tống nó vô, nó đầy rồi nó tràn ra, tống vô, nó tràn ra, không có cái gì xen vô nữa. Thì cái này mới gọi là nhất niệm. Bởi vì thường tử lọt xuống nhất niệm. Tôi hỏi là nhất niệm là gì? Là con niệm Phật là không có tư tưởng nữa. Không có nghĩ tùm lum nữa, nó không nghĩ là cây đá. Thì đó đâu có suy nghĩ gì đâu. Còn nếu nghĩ là cõi người trời, chứ gọi là nhất niệm được. Nhất niệm là khi nào tự nhiên nó đến. Ví dụ niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, cõi đếm như gì phải tập trung, phải cố gắng.
hay nó phóng là phải kéo về. Còn đi tới nhị thiền rồi là nó muốn phóng nó cũng không phóng được. Tiếng niệm Phật nó nhập tâm từ trong ai lại ra, nó ra rồi gì tống nó vô nó ra, muốn xen vô cũng không xen được. Vì vậy mới là nhất niệm, đâu phải là niệm nhiều. Thành đâu có gì cái lầm, con niệm một ngày 10 sâu, bà kia nói tôi niệm 20 sâu, bà nói tôi niệm 30 sâu, bà kia nói tôi niệm là 1000 tiếng, bà nói tôi niệm 10000. Hỏi nhất niệm hồi sư, tôi nói không cái nào nhất niệm hết. Nhất niệm niệm Phật không phải ở cái số lượng, không phải ở cái miệng, mà ở cái tâm. Niệm Phật là niệm tâm, tâm niệm Phật. Thành đâu quý vị cứ lầm cái chỗ đó hoài. Bây giờ có người nói niệm 4 chữ thì giảng sanh A Di Đà Phật, người nói niệm 6 chữ bỏ mất chữ Nam Mô là kính lại không giảng sanh, chết chưa. Rồi có người nói phải có chuỗi mới giảng sanh, không chuỗi không giảng sanh. Rồi lại hỏi tôi, có người nói niệm Phật là phải tụng thêm Đại Bi Chú gì nữa đó, thì bây giờ cần tụng không sư? Bây giờ niệm Phật không khỏi tụng Đại Bi giảng sanh hay không? Mà nó phải tụng thêm Đại Bi là cái của Quan Âm gì đó mới giảng sanh. Tôi nói không có nào giảng sanh hết, vì cái hiểu biết của mình sai. Mình tụng Đại Bi tụng bằng cái gì? Niệm Phật bằng cái gì? Nó bạch sư thì niệm bằng miệng, rồi không có miệng niệm được không? Nói không có miệng làm sao niệm Phật sư? Chết. Tôi nói là đạo Phật là tôi đi cái cốt lõi. Có người nói niệm lớn tiếng thì mới nhất niệm, mà niệm nhỏ không nhất niệm. Có người nói niệm nhỏ thì mới nhất niệm. Rồi có người tôi nói giờ không niệm, không lớn tiếng, không nhỏ tiếng gì hết, niệm thầm nhất niệm không? Mà không nhất niệm. Cái hiểu sai lầm này dứt chết rồi. Không phải niệm nhỏ, không phải niệm lớn, không phải 4 chữ, không phải 6 chữ, không phải lần chuỗi hay không lần chuỗi. Cái gì làm cho mình nhất niệm thì cái đó hợp với mình. Thuốc nào mình uống vô mà hết bệnh thì thuốc đó hay đối với mình. Mình định đau bụng, người kia cũng đau bụng, mà biết mấy bao nhiêu thứ đau bụng. Mà mình uống cái này hết, cái này tôi uống hết thì cô bà đem về uống cũng hết. Làm sao có cái vụ đó được? Vì đâu bác sĩ bỏ sao? Đau bụng nó có nhiều cách chứ. Thì hãy cái nào mà mình nếu 4 chữ mà thấy nhất niệm thì cứ 4. Lần chuỗi thấy nhất niệm cứ lần chuỗi, mà không nhất niệm cứ dục chuỗi. Hay sai tôi xin chịu tội hết. Cái gì phải nắm là niệm Phật là niệm bằng cái tâm. Bây giờ tôi không niệm nữa, tôi ngồi nín thinh mà tôi nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, phải niệm Phật không? Cái này là chánh công. Bây giờ tôi giảng giảng Pháp mà tôi nhớ Phật, nghĩ Phật, tôi chết liền, nó tức tôi giảng sách. Còn bây giờ tôi niệm Phật tía lia mà tôi cứ nghĩ tới vợ con, nghĩ tới gia đình, nghĩ tới tiền bạc, về ngã quỷ. Cái ý nghĩ là quan trọng chứ. Thân nghiệp, khẩu nghiệp không thành vấn đề, mà có quan trọng ở cái ý nghiệp. Cái gì nói miệng hay quá mà chừng qua là không biết. Mà mai mốt chạy là hỏi tôi nói cô cạo đầu á. Mà nói nó khó lắm, nó khó lắm. Có nhiều cái mà nó trớ quan cái không biết, cũng như vấn đề mà hiến xác cũng vậy. Hỏi tôi sư nói là cái thân thứ hai đó là cảm giác thì thần kinh 8 tiếng mới đứt. Mà chỗ đó là có phát hiện cái đau khổ. Mà giờ hiến xác thì người ta chết ta lấy liền. Mà con đã phát nguyện hiến xác rồi đó. Người đau đớn vậy là không giảng sanh, chết rồi. Cái phát nguyện của con là cầu giảng sanh. Mà lại làm Bồ Tát nữa, hy sinh cái xác thân này cho họ mổ xẻ, rồi họ thí nghiệm cứu mấy nhân loại. Bây giờ sư nói vậy mà nếu thật sự 8 tiếng thì con chết, con đau khổ, con không giảng sanh. Đi hỏi mấy pháp sư, mấy sư ở bển không trả lời được, ai giảng thì đi hỏi người đó. Mà tôi ở Trà Vinh, nghe cái đĩa tôi giữa tràn lan cả thế giới, từ bên Mỹ bay về Trà Vinh. Thì tôi là đang ở Đà Lạt, bay ra Đà Lạt, tôi không tiếp. Tôi đang tịnh tu mà tôi đâu có tiếp khách được. Năn nỉ sư con tiếp con không về. Tôi nói không về thì tôi. Rồi cuối cùng năn nỉ quá là con quyết định vấn đề sinh mạng của con mà. Vấn đề giảng sanh là vấn đề sống chết của con trong kiếp này. Mà nếu con không giảng sanh thì đời tu con uổng.
Cô phát bồ đề tâm hiến xác, bây giờ không giảng sanh. Người mổ mà đau đớn chết mộ đấy. Con sân là con súng súc sanh. Mà tôi nghe nói chắc là có việc gì quan trọng, không muốn tiếp là không về. Thì tôi tiếp. Tiếp thì mới hỏi tôi vấn đề đó. Con là hiến xác rồi mà sư biết chuyện ta chết rồi, hiến xác ta lấy xác ta mổ liền, mà sư nói 8 tiếng là còn đau khổ. Thì bây giờ vậy là con làm sao? Con là rút lại không được, lỡ rồi. Còn bạn con bây giờ một số người mới hiến xác nữa mà nghe sư nói vậy họ lương ư, không biết nên hiến xác hay không. Mà rồi họ biểu con phải bay về đây kiếm sư. Còn sư giải thích cho sáng tỏ. Tôi nói ủa, tôi giải thích rồi mà. Nói đâu sư có giảng cái gì đâu. Thì sư nói còn 8 tiếng thôi. Thì câu này cô hỏi cô hay cô hỏi tôi? Nói, trời ơi, con không biết, con mới hỏi sư chứ. Còn nếu con hỏi con thì đâu có thành vấn đề gì. Tôi nói cô hỏi cô mới phải đó. Mà câu này tôi đã trả lời rồi. Giờ nhé, bây giờ tôi hỏi cô đó. Thí dụ, tôi lấy một cái thí dụ thôi. Người mẹ thân yêu nhất của cô mà đánh cô, giận đánh hai bập tai. Người mẹ là thân yêu, nghĩa là cô có thể hy sinh mạng sống của cô mẹ cô đó. Bây giờ bữa nào đó cô chọc giận bà, bà tán cô hai bập tai thật là đau. Cô có giận bà không hay là cô mừng? Cô nói con mừng chứ sư. Vì sao? Vì con biết mẹ con còn mạnh không? Thì còn sống với con lâu. Tôi nói đúng. Vì con chí hiếu là vậy. Và bây giờ một người lối xóm đi tôi cô có thù quán. Rồi bây giờ người đó với cô đánh lộn, đánh cô một bộp tay, cô né tránh thì đúng cái mặt nhẹ thôi. Cô giận không? Không giận, cô quánh lợi là sao, sao phải không? Rồi thì cô trả lời rồi đó. Tính cô trả lời cho cô rồi. Tại sao đánh cô đau mà tới nỗi 5 lần mà cô không giận, mà cái này đụng cô một chút xíu mà cô lại giận? Nếu chúng ta không nắm ở chỗ đó thì cô đã trả lời cho cô rồi, tôi đã giảng rồi. Bây giờ giảng sanh hay không là do tôi hay do cô? Giận là do cô, mà tại sao giận cô biết không? Phật tử phải nắm cho vững. Sắc thân riêng, cảm giác riêng, tư tưởng riêng, ý chí riêng và kinh nghiệm kiến thức riêng. Tiến trình của 5 quẩn tôi bắt mỗi người mỗi trả, trà vinh là có phước đó. Nắm cái đó để nắm con người của mình. Thì khi mà cái sắc thân này đụng cái mặt tay thì tất nhiên là nó phải đau, phải rát. Đức Phật đau không? Ngài cũng đau như thường. Đề mặt ra đăng đá, Ngài chảy máu, Ngài cũng vẫn đau. Ngài ăn đồ ngon, Ngài biết không? Ngài cũng biết như thường. Ngài ăn đồ dở, Ngài biết không? Biết như thường. Nhưng mà cái phê phán, cái không chịu được ngon dở, cái đó đâu phải là cảm giác. Tôi đã giảng rồi, đó là thuộc cái tư tưởng chứ. Khi mình nhìn cái ly đó, thì cái ly nó nằm trên cái giọng mô mình, thì chưa có cái cảm giác. Rồi dây thần kinh đó là sắc thân thứ hai mới tiếp xúc với cái hình trên giọng mô, thì cảm giác mới phát hiện đó. Nó mượn cái dây thần kinh này nó phát hiện. Cũng chưa có cái sự đau khổ gì đâu. Dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó. Rồi bây giờ cái cảm giác mới đưa lên trên ốc. Rồi bây giờ mới tới cái chỗ mà luân hồi sanh tử, cái chỗ đau khổ. Cái ốc mới phê phán là cảm giác dễ chịu, giữ nó lại. Mà giữ được thì tham, mà giữ không được thì sân. Cảm giác khó chịu tìm cách đẩy nó đi. Đẩy được thì tham, mà không đẩy được thì sân. Thì bây giờ cái đau này ai không đau? Hiến xác thì tự nhiên đau. Nhưng mà sân không phải là do đau mà sân. Sân là do tư tưởng, cái này đau quá mình đẩy nó đi. Mà đẩy không được thì sân, mà đẩy được thì tham. Mình đã phát nguyện rồi. Cô hiến xác là cô phát tâm hay là người ta bắt buộc cô? Mà khi mà cô phát tâm rồi cô vui hay cô buồn? Thì cái đó cô hỏi cô chứ làm sao cô hỏi tôi. Mà hãy cô phát tâm mà cô nổi sân là cái phát tâm cô không đúng. Mình đã tự mình phát tâm hiến xác rồi, thì khi mà được hiến xác mình mừng vô cùng. Mà mừng thì làm sao có cái sân được. Bây giờ cô nổi sân rồi cô hỏi tôi làm sao?
Cô hỏi tôi, cô mới phải chứ. Cô lại liền, vì lại con thiệt, bây giờ mới thỏa mãn, bây giờ con về mới yên đó. Chứ còn sư không trả lời hôm nay là con không về được. Biết bao nhiêu người bạn còn đợi con bên đó. Chúng ta thấy có đó lỗi ở ai, lỗi ở tôi hả? Tôi đã giảng hết rồi, nhưng mà tại mình không biết nối lại liền lại. Tôi đã giảng cái tiến trình năm cuốn rồi. Cái sắc chưa có gì, cái thọ chưa có gì, cái tưởng mới là quan trọng. Thì cuộc đời này chúng ta đau khổ thì thế giới bây giờ mà 21 tháng 12 cũng do tưởng. Cải sửa cái tưởng thì thế giới này không có tan. Mà cải sửa của cái tưởng thì cuộc đời mình sẽ đi khỏi trời hạnh phúc, sung sướng, an nhàn của cõi trời. Mà dám cải sửa không? Khi nào mới cải sửa được? Và niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật có đếm chưa, cải sửa gì được hết. Khỏi cần niệm Phật, ngồi xuống muốn niệm Phật, có tiếng niệm Phật bây giờ mới đủ định lực mà cải sửa. Ở đây được không? Ai được đưa tay tôi coi nè. Khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng ngồi xuống là muốn niệm Phật, có tiếng niệm Phật. Muốn 1 tiếng nó 1 tiếng, muốn 2 tiếng nó 2 tiếng, muốn 10 tiếng nó 10 tiếng. Muốn 7 ngày nó 7 ngày. Thì 7 ngày khỏi ăn uống gì hết. Tôi thì chưa làm được 7 ngày, nhưng mà 7 tiếng thì được. Thì nó có, mà cái đó phải có điều kiện đó. Nào, bởi vì tu tứ thiền là phải thầy sáng bạn lành tám giới mà mới được cái đó. Cái gì giờ năm giới không xong. Rồi hôm nay tôi muốn nói về cái giới là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, giữ chưa xong. Còn 8 giới là 3 cái sau là 3 cái hạnh. Hạnh là cái hạnh kiểm, cái tư cách, cái quay nghi rất khó giữ. Giới dễ giữ. Cái gì sát sanh, trộm cắp, người ta thưa công an nó đến làm việc. Rồi bây giờ giới thứ 6, ngồi ghế cao, nằm giường rộng, chiếu lớn xinh đẹp. Tôi nghề cái xích đu, tôi hút thuốc, tôi phà chữa o, tôi cà lắc, cái gì đâu có làm gì tôi được. Thế đó cái hạnh của người tu mà. Còn bây giờ tôi không giữ hạnh. Còn bây giờ cái gì làm gì tôi, không lẽ đi thua không hoàn bắt tôi có làm gì đâu. Không nghe xe mát múa, đèn kèn, chỗ vui đông yến tiệc. Tôi không xài truyền hình, không coi tivi, không radio, không hướng bên ngoài, không đi đám cưới gì hết. Không thoa môi son má phấn gì hết, trường trai tuyệt dục, cạo cái đầu trọc. Làm được không? Cạo cái đầu cho người ta cười. Tức là mấy bà già lớn tuổi rồi, mà con cái nó tỉnh đám cưới, còn thoa son rồi phấn còn đi mà. Vô sống hứa với tôi. Tôi nói cô sống hứa với tôi à, sống hứa với cô. Làm cho đã rồi sống hứa với tôi. Tôi làm gì tôi tha được. Tội tùng tâm sanh, tội tùng mình trảo rồi mình phải nhiều đấy. Làm cho đã rồi vô lại tôi xin sám hối. Cô sám hối tôi hay sám hối với cô, bà sám hối với bà hay sám hối với tôi. Mình cứ hướng người khác cho mình không nghĩ là tính tội mình, tôi tha được không? Mình sát sanh trộm cắp tà dâm đi rồi mình cầu Phật, cầu Đức Quan Âm làm cho đừng có ai bắt mình. Thì Quan Âm không độ mình mà công an nó độ mình. Nó có dĩ nhiên thôi. Thành ra người Phật tử dại dột. Cứ bỏ mình mà đi tìm ở ngoài khác. Bỏ cái hiện tại của mình để sống đây mà cứ sợ ngày 21 tháng 12 tận thế. Chứ có tận thì mình cũng vậy thôi. Mà không tận mình cũng vậy thôi. Cũng phải chết thôi. Mình đâu phải sáng tỏ cho đó. Mình đã đa số dông đi châu đốc. Mà có cái ông gì đó. Ông về đó là ông thuyết pháp là có hào quang. 3-4 ngàn ở Bến Tre và Phật tử đây cũng có đi. Ở Bạc Liêu rần rộ đi. Bây giờ nó có ông nào ở Châu Đốc thiết đó. Không biết tới 5-6 thứ tiếng. Bây giờ 5 nước qua Châu Đốc nữa. Tôi nghe nói thôi. Tôi không biết. Phật tử ung ung lên trên đó. Lại đi. Mấy ông cứu độ được tôi xin xuống địa ngục. Ông Phật bây giờ không cứu cái gì. Tôi nói thiệt. Có Phật đây tôi nói ngày cũng không có con. Trên cõi đời này không ai cứu mình hết. Chỉ có mình cứu bằng mình thôi. Mình cứu mình bằng cái gì? Bằng cái giới luật. Giới luật nó bảo vệ quý vị. Mình không sát sanh, không trộm cắp, tà dâm, người làm sao gì công an bắt mình được. Mình là người dân tối thượng mà, dân của Phật mà.
Mình sát sanh trộm cắp, mình lại quan âm quậy sói đậu, bây giờ con ở tù như thường. Thành ra tôi muốn nói hôm nay là nói về cái vấn đề giới luật đầu tiên. Thì bây giờ giới định tuệ, thì bây giờ nói về sắc thân thứ ba, nó sơ sơ thôi nha. Thì sắc thứ hai là cái cảm giác, rồi thấy là cái cảm giác nó còn mong manh. Được thời gian là 7 tháng, 7 năm, 7 ngàn năm rồi nó cũng phải hoại. Thì thôi tu cao nữa, thăng hoa nữa. Đi tới sống bằng tư tưởng. Tư tưởng thì nó lâu hơn. Nó không cần sắc thân thứ nhất. Mắt tai mũi lưỡi nó không cần các dây thần kinh. Nó sống bằng cái tưởng tượng. Quý vị có biết cái này không à? Ngồi thiền bây giờ tưởng tượng tới sắc thân mình lớn bằng hư không. Hoàn cảnh chung quanh là hư không, có tư tưởng mà hư không, mà chìm đắm trong cái hư không này. Hư không này nó ra bao la lắm đó, nó gần như là chân như. Thì tất nhiên hưởng được hàng tỷ tỷ tuổi. Nhưng tỷ tỷ tuổi rồi cũng là dân thôi, hết tuổi thọ rồi cũng chết. Rồi thôi tới thức vô biên, đi vào cái linh hồn. Hay lại do thức là thường hàng, hàng mà chuyển. Nó thay đổi nhưng mà nó bất biến. Còn cái không gian nó thay đổi mà nó biến. Thôi tôi nói sơ thôi. Ai mà đi sâu vào mấy cái đĩa tôi mới hiểu được cái này. Rồi mình tưởng mình là ai là gia thức chìm đắm trong đó. Rồi thấy ai là gia thức còn tuy là vô lượng vô biên mà còn thay đổi. Như cái dòng nước ấy. Thì nước mới là chánh. Nước là đứng lặng bất biến. Thì thôi đi vào diệt thọ tưởng định của A-la-hán. Mà tưởng tượng việc thở đứng định thì có tưởng định là thuộc về tư tưởng thì cũng bị hoại thôi. Mà tưởng tượng tới Như Lai, phi tưởng, phi tưởng, mấy cái này khó hiểu quá, tôi chỉ giới thiệu sơ thôi. Nghe lại mấy cái đĩa thì mới hiểu được. Thôi đại khái vậy thì cõi trời này gọi là vô sắc giới. Không có ăn bằng sắc tài danh lợi, không ăn bằng hỷ lạc, xúc thực nữa. Mà ăn bằng cái tư niệm thực. Tư là ý chí, niệm là tư tưởng. Tư tưởng tưởng tượng tất cả, mà tư tưởng muốn niệm tưởng tượng thì phải nhờ ý chí là nghiệp, tức là mặt na đấy. Lấy ở trong ai lại gia cung cấp chất lượng cho nó tưởng tượng tùm lum hết. Thì cái này sống hàng tỷ 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 tuổi. Nhưng mà rồi cũng nhàm chán thôi. Cái vô thường vô ngã thì nhàm chán. Nhàm chán thì sao? Xả ra nhập lại không được, thôi luân hồi. Thì thôi cái này ai nghe ai kiếp nữa. Thì đại khái là chúng ta có ba cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là dục giới. Thì bây giờ quý vị đang ở trong đó. Thì bốn đường ác là chìm đắm trong đó một cách đê tiện hèn hạ. Tới người trời thì cũng còn chìm đắm mà cao thượng. Tức là giữ năm giới kiên cử. Năm giới cũng còn đoàn thực ăn, cũng ỉa ra, cũng bệnh hoạn. Nhưng mà người với trời là người ba giới, trời là năm giới. Còn giao dâm, còn có vợ, có chồng. Còn cõi trời sắc giới là không có, toàn là thân trượng phu, còn không có nam nữ nữa. Tối ngày trong thiền định, hưởng lấy cái hỷ lạc, thì đây là xúc thực. Cái thân thứ hai quý vị có ngay bây giờ, thì quý vị có xài nó đâu. Có biết đâu mà xài. Tiền bạc bỏ trong ngân hàng rồi quên đi thì nằm trong đó bởi vì là kẻ ăn mày. Người ta biết là lấy ra người ta xài mà biết là không phải dễ. Bởi vì phải giữ thêm ba cái hạnh nữa. Không ngồi ghế cao nằm rượu rộng, không nghe xe mắt múa, không trang điểm phấn son. Dám làm không? Thì đổ cái này thì mới đi vào cái định được. Cái giới với cái định nó ăn rập với nhau. Càng giữ giới nhiều thì cái định càng sâu. Cái định càng sâu thì cái giới càng giữ được nhiều. Mà như vậy còn chưa được đó. Phải giữ thêm hai giới cuối nữa. Hai giới này khó à. Người xuất gia còn là không được á. Giới thứ 9 là không ăn sái giờ từ quá ngọ tới ngọ mai phải ăn chay ngọ. Giới thứ 10 là không rớ đến tiền bạc vàng của quý đồ trang sức. Thời hữu bây giờ không thấy không ai làm được. Cả người xuất gia cũng không làm được.
ông nào cũng tiền vàng đô la, rồi điện thoại tivi, rồi đứng làm chủ xe hơi, xe con, rồi xe Honda đủ hết, rồi đứng làm chủ với cái chùa nữa. Vì tôi bây giờ là trụ trì, là cái chủ cái chùa Ngọc Vân này, nhưng mà theo sư trưởng Minh Đức Quang tôi đâu có đứng tên. Cũng vậy à, bốn người, hai nam hai nữ đứng mua đất này cúng cho giáo hội rồi đứng tên trong đó. Mình nói chủ hộ tỉnh xá Ngọc Vân này chính là tỉnh xá Ngọc Vân. Để trong đó thì tôi không có đứng tên. Tôi chết rồi thôi, tôi đâu mà theo tiền bạc ở đây thì Phật tử giữ cho tôi cũng không có giữ. Các cái này là Phật tử sinh này kia tôi chứng minh rồi. Đó là Minh Đăng Quang. Ngài đi qua hết là Ngài thấy là con người dính mắc thì không bao giờ giải thoát. Mà như vậy là tôi giải thoát chưa? Còn lâu. Giải thoát cái hình tướng thôi, còn cái tâm nữa. Miệng chay mà tâm chay không? Miệng chay mà tâm mặn thì chay thành mặn. Tôi thì cái miệng chay rồi đó, tôi giữ giới thì được tương đối rồi đó. Nhưng mà cái tâm tôi chay chưa? Thì cái đó phải hỏi tôi à, chứ gì không biết nổi. Mà chính tôi cũng chưa biết tôi. Bây giờ giữa cái bát nhã với tư tưởng đó là có thiệt tôi mịt mù á. Đi sâu rồi tôi mới thấy. Nhích nhau một chút thôi thì cái này phải có Đức Phật thọ ký. Tức là nó con đi đúng. Mà từ Đức Phật chết bây giờ đâu có ai thọ ký. Theo trong kinh là phải A-la-hán trở lên mới thọ ký cho mình được. Nhưng bây giờ A-la-hán ở đâu làm sao biết mà nó A-la-hán. A-la-hán dỗm thì nhiều. A-la-hán thiệt thì không biết đâu. Như là cô Thanh Hải vô thượng sư vậy, xưng mình là Như Lai. Giờ té cái bịch. Thời buổi này làm sao có Như Lai. A-la-hán tìm mai ra. Mà cô dám xưng là vô thượng sư. Sao đọa chết mộ đấy. Mà bây giờ châu đốc nữa xảy ra là mấy vị A-la-hán không. Thế rồi đem cái chuyện phong thần vô so sánh rồi là xiển giáo, xiệt giáo đánh nhau. Đánh ở biển Nam Hải chỗ mở dầu gì đó, Trường Sa, Hoàng Sa gì đó. Năm nước dùng vậy đó. Mà kéo nhau đánh châu đốc thì ôi coi lại cái sấm giảng mình thấy mình. Phải nói mấy đi. Bây giờ đang in ra mấy cái quyển đó. Hấp dẫn vô cùng. Mà quên mình bỏ mình. Mà đi tìm bên ngoài. Cái ngu của người Phật tử là không được như vậy. Ở đây có đi á. Mấy không, tôi nói là tôi biết. Có một số ở đây ngồi nghe Pháp sẽ có đi lên trên đó. Kỳ rồi Bến Tre cũng có một số lội qua bên đó. Tôi mắc cỡ, tôi giảng không kết quả. Không có niềm tin về mình. Thì đó là đạo người trời, tôi nói có đó không phải sai. Mà nó không đi tới giải thoát, nó lưng chừng. Quý vị muốn tu người trời hay muốn tu Phật? Đức Phật ra đời là mục đích muốn chúng sanh tu Phật. Muốn chúng sanh chấm dứt sanh tử. Chứ không phải bỏ cái sanh tử ác xấu mà lên sanh tử cao thượng. Đức Phật không mong gì. Cái đó là có rồi, 62 tôn giáo đã có rồi. Đức Phật đi tìm đạo 62 tôn giáo ngày không thỏa mãn. Cái là tu cải sửa. Từ sắc thân bên ngoài bỏ chiếm sắc thân bên trong, bỏ chiếm không trong không ngoài cao thượng hơn. Nếu còn dính mắt là còn kẹt. Tôi nói tôi khổ quá. Tôi bỏ ngoài tôi đi xuất gia, bỏ cha mẹ anh em tiền bạc nhà cửa vô đây không tiền không bạc nhà cửa tôi tưởng là em. Mà tu đắc được sơ thiền nhị thiền vào trong chìm đắm trong đó. Tại cái này là niết bàn. Như coi kinh sâu Đức Phật nói con dính mắt. Cái này cõi trời chứ không phải niết bàn đâu. Rồi phải bỏ. Cái này khó bỏ lắm. Nó đâu có đụng chạm ai. Mà nó đem lại cái sự an lạc cho mình. Mà bỏ làm sao bỏ được. Trần thân bây giờ nó cũng mới là muốn bỏ mà cũng khó. Bây giờ nhập lại nhập không được. Người xưa là thân thể còn khỏe. Cái này muốn nhập mà sơ thiền nhị thiền không phải dễ đâu. Quý vị phải giữ tám giới mà đó là tôi giữ gần đủ 250 giới. Mà tôi nhập rất dễ. Không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không tịnh xá, đi lang thang theo nhị tổ giác chánh. Vô cái thiền định rất dễ. Còn bây giờ làm sao có vụ đó. Giờ tôi nhập là nhập không được. Nhưng mà mai là tôi hiểu được bát nhã. Bát nhã thì nó không có nhập, không có sức.
Thì thôi đại khái nói vậy. Thì vô trở lại thì thời hoạt pháp này đó, thì chúng ta biết có mục đích của Phật là muốn chúng ta thành Phật chứ không phải thành người trời. Nhưng mà ác nghiệp thay, Ngài nói cái thời mạt pháp này là chúng sanh là khó mà đắc quả được, vì cái quả nhập lưu đó theo Đức Phật nói là khó hơn thống lãnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, hơn chủ trì vũ trụ quả dự lưu tối thắng. Thống lãnh cõi đất là gì? Là làm vua bá chủ cái cõi quả địa cầu này. Thì bây giờ thì có mấy nước Nga, Mỹ rồi thôi là bá chủ cõi đất này. Mỹ, Nga, Trung Quốc bắt mấy nước Việt tiểu quánh nhau tùm lum, Việt Nam mà cũng nằm trong đó. Thấy con cờ mấy con chốt mà Việt Nam quánh nhau tùm lum. Có thù oán gì đâu, người Việt với người Việt. Hận sông danh rồi hận Bến Hải. Ôi sông danh đây biên cương thống cổ. Ôi Bến Hải đây biên cương sống khổ, đây xa trường nay nấm mộ trời Nam, nay dòng sông dòng dân Việt thác quan, đây cổ độ xương tàn xưa chất đống. Mà nó đó tôi thích, đau đớn vô cùng. Thì đâu phải là việc anh em cha mẹ con gì cũng phải giết nhau hết. Ai ở ngoài chợ thì đi theo quốc gia, ai ở trong đó thì đi theo giật bên giật cầu. Rồi gặp nhau thì cứ giết thôi, dạch mặt lên thì cha con, anh em, bạn bè. Thù quán gì? Thì mấy thằng lớn lên suối thôi. Anh, Mỹ, Pháp. Thì cái đó cũng nhân quả thôi, cho mình nói gì cũng không đúng, nó là do nhân quả. Thì thôi bây giờ trở lại. Nào thì chúng ta thấy rằng cái giới luật là quan trọng. Thì Đức Phật thấy rằng sau này đó, hơn thống lãnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời. Sanh về cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc, cũng thua quả nhập lưu. Hơn chủ trì vũ trụ làm chúa tể ba cõi, tức là cõi trời phi vi tưởng, chuyển lượng thánh vua. So với quả dự lưu không bằng cái lai. Hết phước rồi luân hồi. Thành ra bây giờ quý vị là tu nhất niệm thì giáng sanh về cõi trời. Một cõi trời thử hết phước luân hồi nữa. Thành ra Thái tử Đức Phật Thích Ca mới thấy rằng cái cõi mạt pháp này, mà cõi trời đâu phải gì dễ. Quý vị niệm Phật đếm từ một tới mười niệm Phật có đếm cõi trời mà chưa có định đâu, tới chừng khói còn niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật, chìm đắm trạng thái niệm Phật, đây mới được sanh về cõi trời. Quý vị đây chưa chắc làm được, phải tám giới, nhưng mà ráng lắm có thể làm được. Làm được thì dẫn như có trời lớn vẫn thôi. Thì Ngài mới là chế ra pháp môn tịnh độ, chỉ là cái thế giới cực lạc của Pháp Tạng Tỳ Kheo. Nếu sanh vào cõi trời các con không muốn, thì các con chỉ phát nguyện: A Di Đà ơi, con không muốn về cõi trời, con muốn về cõi Phật thôi. Tại sao cõi Phật lại hơn cõi trời? Hơn xa. Quý vị có thể nghe cõi trời như tôi thuyết pháp là tôi thuyết về trời rồi, tôi chưa phải là tánh. Quý vị nghe 1000 lần cũng chưa đắc quả nhập lưu được. Mà quý vị gặp Đức Phật Thích Ca đó 1 lần là chúng ta đắc quả nhập lưu rồi, tức bậc còn tại thế. Thì A Di Đà Phật Thích Ca cũng vậy đó. Giảng sanh gì đó gặp lập tức là thánh nhân, nhập lưu liền. Nghe Ngài thuyết pháp một cái thì là thành Phật. Mà Ngài là quá hiện tùm lum. Rừng cây cũng thuyết pháp, gió thổi cũng thuyết pháp, ao bắt nước công đức cũng thuyết pháp. Nghe một cái là thành nhập lưu liền. Còn đây nghe tôi giảng 100 lần cũng chưa chắc là nhập lưu được. Vì sao? Vì tôi đâu có chắc là nhập lưu. Tôi phải thánh làm sao giúp vị làm thánh được. Còn Đức Phật có đức Ngài thôi, rộng lớn. Thành ra Ngài muốn thế giới này mà hết tai nạn, Ngài vẫn giúp hết tai nạn như thường. Nhưng mà tại sao Ngài không giúp? Mà giúp thì Ngài không phải là con người trí tuệ. Chúng sanh có khổ nó mới tu. Mà chúng sanh sung sướng mà không tu, thành ra quý vị thấy mấy người giàu là không tu được. Mấy người nghèo quá đó thì lại cũng không tu được. Muốn tu làm sao tu? Không lẽ cặp đất mà ăn. Bây giờ mấy người nghèo làm sao mà vô đây ngồi giữ gì nghe pháp được. Còn quý vị giàu đây vô đây ngồi mỏi lưng.
Ăn chay xót ruột mà cạo đầu thì rát da, không làm được. Chỉ có người trung bình đó, không giàu quá, không nghèo quá. Mấy người giàu mà chịu tu là ngàn người mới có một hai người. Bỏ hết. Giàu thì muốn tu thì không nghe xe mắt múa, không mặc đồ trơn láng mịn màng, không thoa son dội phấn. Chứ có bà gì bố không dạy tôi cạo đầu, mà cái chân mày còn kẻ đơn thui, rồi cái môi thì thoa son. Tôi nói trời ơi, bà thọ tám giới, bà bạch tôi chứng minh mà cái chân mày bà còn đơn thui vậy thòn, cái môi còn đỏ chói, bà quét cậu bỏ được ha? Nó không được sư. Tôi nói sao vậy? Con xăm. Tôi không biết xăm là cái gì. Tôi nói xăm là sao? Tôi nói tới chết mày nó cũng dính vậy luôn. Tôi cái già vậy đâu, mấy mấy tám chục tuổi mà chân mày còn cong véo, đen thui như có lọ nồi. Bây giờ rửa không được. Bà nói nó xăm, mà tôi có biết xăm là cái mốc gì đâu. Rồi cái môi son cũng vậy, nó đỏ ché. Bây giờ bà nói cũng xăm, chết là đem theo. Mà tám giới gì coi không được, cái mặt bà thì cái đầu thì trọc, mà cái chân mày với cái môi son thì tu cái gì. Cái gì coi chừng đó. Thành ra mình ngu mình lỡ dại vô đó. Còn bây giờ cái Việt Kiều nó về đó, mấy bà già ở đây cũng có mấy bà mà đi qua ngoài quốc đó. Tóc đen ở bạc, rồi bây giờ không nhuộm đen mà nhuộm đỏ. Trời ơi, mà bảy mấy tám chục tuổi rồi ra lễ tôi đi ra ngoại quốc. Tôi nói sao cái đầu mà bữa nay đỏ ao vậy? Còn nhuộm tóc chị ơi, mấy đứa con, mấy đứa cháu nên không nhuộm, nó không rảnh quá. Tôi nói qua bây giờ chết thêm ở đây sướng hơn. Hình đó mình độ mấy người xa đọa không được, mà xa đọa nó độ mình. Thì về bây giờ Việt Kiều nó đổ Việt Nam cả đống, nhất là mấy cô. Vì có đô la, nó cưới là nó lãnh qua bển rồi khóc. Có nhiều người đây sung sướng muốn chết, không có đụng ngón tay qua bển làm, tắt đầu tắt mặt tối. Vô casino gì đó, trời ơi đi làm đầy tớ người ta. Mấy cái hãng xưởng nó chửi trên đầu. Có người giải quá đi. Có vật chất mà vật chất thì mất tinh thần. Nhất là thời buổi này mà tinh thần hơn thì vật chất suy đổi. Mà con người mà sống vì chất hay tinh thần? Quý vị nhịn đói 100 ngày mà uống nước mà chết tôi chịu thua. Mà quý vị bế tắc cái tinh thần 5 phút là quý vị chết liền. Khổ đau về con cái, khổ đau này kia rồi là tự giận liền. Còn quý vị nhịn đói tuyệt thực để mà dưỡng sức này kia 100 ngày uống nước rồi sống nhăn. Cái vật chất đâu có giết chết ai. Cái gì tuyệt thực đó mà tôi bảo đảm là chết tôi chịu, nhưng mà ăn lợi là chết. Quái mà ăn no đầy bụng thì nó tức nó bể. Cũng tại cái tâm thôi. Thành ra quý vị nên nhớ từ nay là nắm cái tâm nha. Thân nghiệp, khẩu nghiệp chưa kết luận là tội phước gì hết trơn á. Thành ra đừng có nhìn người ta. Biết người ta làm cái đó mà cái tâm ta như thế nào. Khổng Tử mà còn lầm đó mà chúng ta nên nhớ. Lầm mà lầm đệ tử là nhan hồi của Ngài, tử lớn nhất. Ngồi trên đó Ngài thấy nhan hồi đang nấu cơm đó mà. Rồi dông nó tới cái rớt bò hống xuống, ông thấy cái bò hống này ông đắp đẩy cái nồi không kịp. Ông bốc cái bò hống này ông bỏ ông miệng ông ăn. Khổng Tử ở trên lời người thấy, lúc đó 72 vị đâu mà có, mỗi vị có một tô cơm. Khổng Tử than trời ơi, ta lầm đệ tử lớn nhất của ta rồi. Chính mắt ông thấy mà. Cái thằng này nó ăn một chút xíu, nó ăn thêm phần nữa. Đâu có ai biết người ta đi kiếm rau về luộc. Con mình ổng nồi đứng ngồi nó nấu cơm. Thì Khổng Tử trên lầu đờn dòm xuống thấy. Ông tính là cái thằng này là đệ tử lớn nhất, mình tin tưởng nhất, cũng như là Xá Lợi Phất của Đức Phật. Nói trời ơi, ta lầm đệ tử lớn nhất của ta rồi, tới chừng nghèo đói rồi nó mới ló mọi. Thì ai không vậy, gặp mình cũng vậy, mà kính Khổng Tử là thánh nhân đấy mà còn lầm. Tới chừng mà mấy anh em đem rau về luộc ăn, nó đói quá xa rồi. 7 bữa mà không có hụt cơm, uống nước không. Thì bây giờ ông này là ông ăn một phần, mà chút nào ăn thêm một phần nữa. Trong lúc anh em đi kiếm rau về luộc. Khổng Tử nghĩ vậy thì nó rõ ràng vậy rồi, chính con mắt này thấy mà.
Nhưng mà lên rồi thì cũng ngồi giống như tôi bây giờ, Khổng Tử ngồi giữa, đệ tử ngồi hai bên, 72 vị. Thì Nhan Hồi ngồi bên lớn nhất mà. Thì thấy trong cái tô cơm của Nhan Hồi là cái tô không. Có mấy còn rau luộc rồi chứ không có cơm. Thế sao đệ tử không có cơm, người ta có hết mà, đệ tử nấu cơm mà chia mọi người hết được không có. Rồi nãy có cơn giông qua, bồ hống nó rớt xuống, con bốc ra không hết. Mà cơm nó còn sống, còn nóng dễ ăn, để nó nguội nó khô. Rồi mình để ăn thì chắc không được, bồ hống nó dính rồi nó đầy hết. Con phải bốc con ăn trước. Phần con xong rồi bây giờ con ăn cái tô không. Mày nói trời ơi, ta lại lầm đệ tử ta lần thứ hai nữa rồi. Chúng ta thấy cuộc đời này chúng ta đừng có nhìn cái hình tướng, chưa biết bên trong cái tâm như thế nào. Chính bậc thánh nhân là Khổng Tử mà còn làm huống gì quý vị bây giờ đi phê phán người này, phê phán người kia, xôm xỏ người này, xôm xỏ người kia. Cái hành động nó đâu có quyết định là tội hay phước, mà tội phước là do cái tâm bên trong. Nhân Hồi đâu có tội lỗi gì mà ổng lại là con người tốt nhất. Ông nghĩ bà mới bờ hống trong cơm này đâu có ông huynh đệ nào dám ăn. Mà dớ bên trên mà nó còn sống mà sực sực nó chưa chín nữa. Thì bây giờ nó còn nóng ăn còn được, chứ mà để nguội là nó như cơm cháy. Thôi giờ mình ăn hết thì phần mình hết rồi thì thôi. Khổng Tử ở trên đâu có biết cái tâm không? Thấy hình tướng không? Trời thằng này nó, ta tin nó quá xá mà nó lương lẹo. Nó bế tắc rồi nó làm hai phần. Bây giờ ăn phần nữa là bạn nó đi hết trơn đâu có ai biết. Có mình biết, nó chắc nó quên mình ngồi trên lầu. Nó cái này là một bài học cho quý vị biết rằng là đừng có xóm xỉa người ta. Khi mình chưa phải là thánh nhân, mình chưa phải là Như Lai, cái hành động nó chưa cách biết kết tội là nghiệp hay là phước, mà cái tư tưởng, cái ý chí mới là chánh trong vấn đề hành động. Thân nghiệp, khẩu nghiệp không có quan trọng gì hết, mà cái ý nghiệp mới là quan trọng. Quý vị nắm heo, tu là tu trên tâm, niệm Phật cũng bằng tâm. Đừng có nói lần chuỗi nhiều với ít, niệm 10.000, 1.000, 4 chữ, 6 chữ, la lớn, la nhỏ, không ăn thua gì hết. Mà trong lúc niệm với tâm như thế nào, niệm Phật cần phải tụng chú hồng sư. Nên từ nay mà hỏi nữa là tôi cạo đầu heo, tôi nói trước, ở đây được cũng hỏi nữa à. Rồi bây giờ hiến xác rồi thì có nổi sân không sư? 8 tiếng mới đứt. Như vậy rồi con nổi sân hay không? Mày hỏi mình mới phải chứ. Phải cái tâm của mình. Thành là làm cái gì quý vị phải nắm cái tâm thì nắm được đạo Phật. Còn không quý vị luân hồi sinh tử. Còn dài dài nữa chứ không phải không đâu. Nó trở qua cái là quý vị nắm không được. Thành ra bây giờ hỏi cái gì tôi cũng trả lời được. Tôi không kẹt cái gì hết trơn. Làm cái đó phải hay không? Không phải mà cũng không đúng. Tôi phải coi cái tâm tôi mới kết luận được. Mà cái tâm đó chính mình phải biết, chứ là tôi làm sao biết được. Chừng nào tôi là thánh đó. Nhưng mà tôi trả lời là không kẹt. Giờ hỏi là cái 10, 21 tháng 12 có hay không? Tôi nói nó có là sai, mà không có là trật. Là cái ông gì ở Sài Gòn viết giấy luôn mà tôi giảng vậy mà ông lại hỏi. Ông nói sư nói địa tạng, địa ngục không có. Như vậy thì kinh địa tạng là không có hả sư? Mấy người chết xuống địa ngục này kia, người ta đi cầu siêu cầu hồn là không có hả sư? Tôi nói trời ơi, tôi nói hồi nào? Tôi không nói địa tạng có mà tôi cũng không nói địa tạng không. Mà tôi không nói địa ngục, ngạ quỷ súc sanh là có mà tôi cũng không nói không. 18 tầng địa ngục cơ. Tôi có nói có bây giờ đâu, mà tôi có nói không bây giờ đâu. Có hay không là do ông chứ, sao lại do tôi. Ông tin thì nói linh, mà không tin thì tôi. Như vậy Đức Quan Âm mà cứu khổ bây giờ có không sư, thì tôi nói cạo tóc nữa. Bây giờ Quan Âm rất linh, ai cũng thờ Quan Âm, chùa nào cũng có Quan Âm. Ở đây thì bạch tử cũng bật tôi đoan Quan Âm hoài. Tôi nói sao cô không thờ Quan Âm của cô á? Quan Âm nào sư? Tôi nói cô là Quan Âm, chứ còn Quan Âm nào nữa. Tôi nói sai là tôi chịu tội hết. Quan Âm này không thờ vị thù Quan Âm kia.
Cô mà làm tội lỗi cô lại Quan Âm hình tướng đó mà nó qua cứu cho cô hết tội, tôi chịu thua, tôi xuống địa ngục. Nói vậy Quan Âm không linh hả sư? Cô nói chết, tôi đâu có nói Quan Âm không linh, mà tôi đâu có nói Quan Âm linh. Tại sao có người niệm Phật giảng sanh, người niệm Phật không giảng sanh? A-di-đà không bình đẳng, tôi bẫy tôi bỏ. A-di-đà nào mà A-di-đà là ai? Mà giảng sanh hay không là do A-di-đà hay do mình? Cái gì mà không nhất niệm rồi bây giờ lại xói đầu bây giờ, A-di-đà cũng không cứu giảng sanh. Còn cái gì nhất niệm một cách tha thiết phát nguyện, mà A-di-đà không tiếp dẫn tôi chịu tội hết. Vậy là cái tiếp dẫn gì về cực lạc là do A-di-đà hay do mình? Mình phải hiểu ở chỗ đó. Mình là phát nguyện tha thiết 99%, còn có 1% của A-di-đà thôi. Thì Ngài làm sao bỏ được? Còn bây giờ cái miệng thì nói tôi tha thiết, tôi phát nguyện, tôi niệm một ngày 10.000 câu, 1 triệu câu, 1 tỷ câu. Mà cái nghế tùm lum hết trơn thì A-di-đà nào mà tiếp dẫn? Không có vụ đó. Thành ra đạo Phật rất là sáng tỏ. Tôi muốn đem lại cái sự sáng tỏ cho quý vị, để từ nay quý vị không còn mê tín, không còn chạy theo ngoài nữa. Từ đây cho tới ngày 21 tháng 12 là nó đủ thứ chuyện. Bây giờ bỏ mình đi tin ngoài đó, cái đó là một cái ngu. Một người Phật tử cõi trời thì được, mà cõi làm Phật là không được. Nhất là trà dinh này rồi. Tôi muốn làm quý vị phải có một sự thông minh sáng suốt, nắm đạo Phật cho vững. Mà đạo Phật là gì? Thân khẩu ý, nắm cái ý thôi, nắm cái tâm của mình. Siêu hay đọa là do cái tâm. Hiểu biết đúng đắn hay không là do cái tâm. Mà Đức Phật là không có một cái xiềng xích, không có nhốt tù phạt, không có tử hình gì hết. Mà 1.200 năm vị răng rác. Bây giờ như tôi, như quý vị mà biểu là đánh bài, biểu cờ bạc, làm sao làm được? Tại sao vậy? Ai cấm mình? Mình hiểu biết mình không làm nữa. Còn tôi xì ke ma tí bắt rồi dốt rồi bỏ ra nó nhị rồi, nhị xì ke nữa. Bắt cóc bỏ gì đó. Tại sao vậy? Nó không có cái hiểu biết. Thì đạo Phật là cải sửa cái hiểu biết, chứ không phải là cải sửa sắc thân. Để ăn trộm cắp thì chặt tay. Cái tay lấy đồ sao? Cái tay không lấy thì ai lấy sư? Cái gì sai cái tay mới được sao? Dù phải bớ, tôi đã từng kể hoài, như lấy cục đá mình chọi con chó. Con chó nói cục đá mày làm tao đau. Mình nói mày, con chó mày ngu, cục đó là làm mày đau. Tiếng người chọi là mày đau chứ. Mày nói con chó ngu, mình khôn hơn nó không? Rồi bây giờ cái gì chọi, cái tay này mới là chánh thủ phạm làm cho con chó đau. Đúng không? Cái tay không mà đi cầm cục đá, đâu có cái vụ đó. Phải có cái gì sai cái tay, mà cái gì sai đấy. Chúng ta khi là chúng ta thấy từ cái sai lầm này đi tới cái sai lầm khác. Cái tay sẽ gì cầm cục đá là do cái ý chí, cái nghiệp sai khiến nó, cái tư tưởng sai khiến nó cầm cục đá chọi. Mà tư tưởng khi nào mới có? Tư tưởng có phát hiện khi nào có cảm giác, khi nào nhớ lại. Tư tưởng đâu có nhớ được. Nhớ quên là do ai lại ra tất cả những kinh nghiệm kiến thức chứa trong đó. À, con chó này hôm qua nó lợi, nó ăn cái miếng tàu hũ mình hay ăn con cá nó ta đi mất, mình thường không kịp, mày chết. Bữa nay nó xuất hiện nữa thì cái ai lại ra ý chí đó, cái nghiệp mới cung cấp trong đó cho tư tưởng, tư tưởng mới nhớ lại. Con chó này hôm qua quả miếng tàu hũ mình, tao lấy cục đá cho mày chết. Thì mới sai cái tay đi lấy. Thì cái tay này chính là ý chí hợp tác với tư tưởng. Mà làm sao tư tưởng nó nhớ được ai lại ra? Cái tiến trình năm quẩn này tôi giảng rất nhiều. Quý vị về phải suy gẫm, thế trời giao tới tối thì chết mồ tối rồi. Đây là cái vấn đề luân hồi sinh tử của mình. Tất cả hành động của mình thì qua cái tiến trình năm quẩn đó. Thì A-lại-da là cái kho chứa tất cả kinh nghiệm kiến thức.
Và môi trong đó chính là mặt na ý chí, mà hành động là do tư tưởng phê phán. Mà tư tưởng có là khi nào có cảm giác, mà cảm giác khi nào có là có căn tiếp xúc với trần. Thành ra cuộc đời này bây giờ biết bao nhiêu đau khổ. Đau khổ về tiền bạc, đau khổ về vợ chồng, có người lại kiếm tôi xin giải quyết vấn đề. Tôi nói vấn đề đâu có mà giải quyết. Vấn đề là cái gì ông biết không? Có nhiều người học tới bác sĩ, là kỹ sư, tiến sĩ này kia đó mà vẫn đau khổ. Học rất giỏi, là giáo sư đại học, đứng dạy đại học, mà đau khổ vô hỏi tôi. Giờ bệnh tâm thần, thần kinh biết bao nhiêu. Tôi nói bệnh thần kinh ở đâu có. Không có vấn đề mà hỏi sư. Tôi nói cái vấn đề có hay không? Đặt vấn đề là một cái ngu, mà tìm cách giải quyết vấn đề, sanh ra bao nhiêu vấn đề. Thế giới này đặt vấn đề, thế đất này sắp bùng nổ là một cái ngu. Mà tìm cách liên hiệp quốc hợp tác nhau để mà thế giới đừng bùng nổ. Bây giờ kêu bằng cái gì đó, Việt Nam giờ cũng vô cái hợp tác gì đó, quốc tế vậy. Cứu được không? Không có ai cứu thế giới này được hết. Chỉ có mỗi người chúng ta chịu cứu. Mà chúng ta yếu xìu, định lực không có, làm sao cứu? Chỉ có Phật. Còn không thôi mấy ông vua, làm vua là phước báo hơn tổng thống. Hợp nhau mấy ông phải ăn chay, phải tu trước, thì dân chúng ồn ồn theo, thì không bắt buộc nó được. Cũng như tôi mà khuyên Phật tử là tôi phải làm trước. Tôi ăn thịt uống rượu, tôi mua ca múa, mà tôi khuyên quý vị làm sao nghe? Cái đạo Phật không bao giờ dùng cái quy quyền, không bao giờ dùng cái sợ mà hiếp đáp người ta, mà dùng cái hiểu biết. Hiểu biết sai lầm cho nên cuộc sống mới đau khổ. Mà cuộc sống hết đau khổ là do có cái hiểu biết. Hiểu biết là cái gì? Là cái tâm. Thì hôm nay tôi muốn nói về vấn đề đó. Quý vị cố gắng heo. Thì cái hiểu biết đầu tiên đó là chúng ta phải giữ năm giới. Mà cái giới đầu tiên, bây giờ tôi trở lại cái vấn đề mà chỗ đau khổ này, quý vị nên nhớ. Đau khổ là do tư tưởng. Bây giờ con cái nó bất hiếu, con khổ quá sự. Con cái bất hiếu là khổ sao? Bây giờ con cái, vợ chồng, nó tiền bạc không có thì nó khổ. Vì do tiền bạc mà khổ sao? Tôi sư nói vậy là không có vấn đề gì hết sao? Tôi nói không phải là không có vấn đề. Mình chấp nhận vấn đề là một cái sai lầm, một cái ngu. Mình giải quyết vấn đề thì sanh sướng nhiều vấn đề. Mà ở đây của mình là phải thấy rõ vấn đề. Từ đâu mà có vấn đề? Nếu mình thấy rõ rồi thì vấn đề nó tự tan lỡ lên. Mình đã đạo Phật chủ trương là cái gì thấy rõ. Mà thấy không rõ thì bắt đầu có cái nghi. Tin hoặc là tin có hoặc là tin không. Ví dụ trong tay tôi nắm lại, tôi nói trong tay tôi có cục kẹo. Quý vị tin không? Tôi nắm lại quý vị có thấy cái gì đâu thì chia hai nam nữ. Bên nữ thường thường đặt cái niềm tin. Sư nói có cục kẹo thì có, sư con tin. Cái nam nó mê tín, đồng bà mê tín. Mấy cô có thấy cái gì trong tay sư không mà tại sao dám tin? Tôi mới là chánh tín. Tôi không thấy, thành ra tôi không tin. Mình thấy mình hay vững hơn, nhưng mà vững không? Nó lý luận ẩu tôi, lý luận ba xu. Bây giờ nếu bên nữ mà khôn một chút, hỏi gì cho mấy ông có thấy trong tay sư cái gì không? Tôi cũng như cô, tôi có thấy gì đâu. Họ thấy sao mà dám không tin? Thì tin, tôi tin có, mà mấy ông không tin, tức là tin không có. Mà tôi đuôi mấy ông cũng mù. Tôi đuôi mù như cái nhau, mà một người tin có, người tin không, thì hai người đều ngu hết. Cái đó một chút xíu mà chúng ta không để ý. Hãy đặt lên cái niềm tin, cái nghi ngờ thì là sai lạc rồi. Vì bây giờ làm sao sư? Thấy rõ. Hãy thấy rõ. Thấy rõ thì cái niềm tin hết. Bây giờ tôi mở tay ra, tay không,
Tôi nắm lại đến trong tay có cục kẹo nắm trước mặt mấy ông bà tin không? Tôi nói ôi cái này không có sư đặt vấn đề sai rồi. Tôi còn hai bên để trả lời thẳng với sư ra trong tay không có gì hết. Tôi còn không có gì thì tin hay không tin. Vì sao? Vì tôi không thấy rõ. Đạo Phật là nói thấy rõ. Nó sáng tỏ vô cùng. Rồi bây giờ quý vị cái mù mờ. Mà không biết là ngày 21 tháng 12 có tận thế hay không, bắt đầu có tin không tin. Và tận thế cũng vậy mà không tận thế cũng vậy. Tận thế là do mình tưởng tượng đó. Mà mình thấy rõ rồi, nếu mình mà đặt vấn đề là cái ngu. Mà vấn đề là phát xuất từ tư tưởng mình. Bây giờ chúng sanh cộng nghiệp mà nếu mà đủ duyên thì nó có. Còn đủ duyên thì nó ẩn. Thế giới này là ẩn hiện. Thì tôi nói sơ thôi ha, chứ còn giảng kỹ nữa nhưng mà không có thời giờ. Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề tu tập của chúng ta. Thì cái quan trọng đó là giữ năm giới đầu tiên. Thì cái giới đầu tiên là cái sát sanh, kế là trộm cắp, ba là tà dâm, thứ tư là nói dối, thứ năm là dùng các sắc sai, nhất là uống rượu. Thì cái sắc sanh này khó giữ lắm. Có người ăn chay tôi hỏi tại sao ăn chay, nói vì tình thương. Tôi nói tại sao lại tình thương? Tình thương là cái gì? Từ bi. Mà tại sao lại có từ bi chứ? Có nhiều đó thôi sao? Đó thì còn thấy là nó có vợ có chồng này kia rồi, mình ăn nó không đành. Có nhiều thôi sao? Ăn cho nó máu huyết nó tốt, ăn cho hết sân, có nhiều đó thôi sao? Chúng ta phải thấy rằng cái bình đẳng trong tất cả mọi sự vật. Chúng ta ăn nói gì không phải là tình thương không, mà là thấy rõ. Thấy rõ nó không thật, mình cũng không thật. Và bây giờ mình chấp nhận, mình ăn, mình thấy ngon, mình phê phán này kia nữa, thì nó mới đi cái chỗ sai lầm. Thì ban đầu thì được cái tình thương đó, mình thấy là loài thú nó có cha mẹ nghe mình giết nó không đành, do nó mình tập ăn 5 ngày rồi 10 ngày rồi ý chí mạnh là ăn chay trường. Có nhiều bà già tới bây giờ đó 10 ngày cũng không xong. Mấy cô mấy cậu giờ cũng vậy, nhất là những ngày Tết này Việt Kiều nó về nó kêu gọi là phá giới liền. Chúng ta không có niềm tin, chúng ta không có vấn đề thấy rõ. Đó thành ra quý vị làm sao cố gắng. Năm giới là ăn 10 ngày chay. Từ nay là heo, chó, gà, vịt, mấy loài thú lớn là không giết. Chỉ còn ăn tôm, cua, cá tép thôi. Tại sao vậy? Cái này cũng khó. Vì chúng ta thấy hay cái linh hồn nó càng mạnh thì báo quán càng dữ. Chúng ta giết 100 con tép không bằng giết 1 con gà. Tại sao vậy? Con gà cái linh hồn nó mạnh hơn. Giết 3 con gà không bằng giết con chó. Tại sao vậy? Thì con chó cái thần thức linh hồn nó mạnh hơn. Giết 5 con chó không bằng giết người ta. Có người lại hỏi tôi, nó cười nó ngoài đó. Sư nói là giết vì cho loài cỏ cây nó không có sự sống sao? Tại sao mà sư ăn chay, sư ăn cỏ cây? Nó cũng có sự sống vậy. Anh đã nhiều người nó dốt. Nó có sự sống mà nó chưa có cái hiểu biết. Có cây, có cảm giác chứ chưa có cái tư tưởng. Chúng ta phải hiểu. Vật lý, sinh lý, tâm lý. Như là bàn ghế này kia là vật lý, chưa có cái biết, chưa có sự sống. Còn cây cây, mấy cây cây này, cỏ này kia có sự sống mà chưa có cái biết. Cái cây này quý vị đi về nó có biết mừng quý vị đâu. Nó có tư tưởng. Còn con chó về nó biết chủ nó ngoặc đuôi. Nhưng có biết nó mờ mờ lắm. Cái gì đi mặc đồ đen rồi về gì mặc đồ trắng là chủ nó dẫn sủa như tôi. Cái sự tư tưởng nó yếu. Tới loài người tư tưởng cao là bởi vì có ý chí. Thành ra loài người mới biết cải sửa. Có luân lý, có bổn phận, có quyền lợi. Mà có luân lý, bổn phận, quyền lợi thì có nhiều cái không xử được.
Thành ra Đức Phật Thái tử Siệt Ta mới thấy bỏ đi tu. Khi mà gia đình đông con rồi, thì giữa cha mẹ bên chồng, cha mẹ bên vợ hiểu lầm nhau, mình ở giữa mày làm sao? Ai không nói mình phải? Thì giữa vợ mình với là đứa đứa em bên đàn trai hiểu lầm mình làm sao? Ai cũng cho mình phải hết. Rồi Đức Phật thấy là cái việc đó nó khó, rồi phải còn vợ, còn con, còn thần dân. Thế nên Ngài biết đi tu. Mà chúng ta thấy đi tu không phải dễ. Cái tập khí của mỗi người nó là nhiều kiếp rồi. Nhất là cái tình dục. Thì cuối cùng là Ngài tính dứt, thì mấy bô lão mới bạch với vô Tịnh Phạn. Tịnh Phạn thấy cậu con này không được, cậu Thế Tử không được, mới kêu hết quan hỏi làm sao mà cầm Thế Tử lại. Thì không ai, 7 ngày không ai trả lời được hết. Con vua tức nữa, giờ nếu mà không trả lời được là ta cách chức hết. Rồi cuối cùng con quan mới xin mấy bô lão, dưỡng lão khất môn, có mấy ông già kinh nghiệm là giỏi nhất. Thì họp hết bộ lão, thì có ông già 200 mấy chục tuổi, ông đưa tay theo già đó. Thì bệ hạ không thể nào cầm Thái tử được đâu. Con chim đại bàng đó lỡ, xiềng xích gì nó cũng bứt đứt hết. Chỉ còn một cái bước cuối cùng đó, là bệ hạ dùng sợi tóc cột Thái tử đó. Cái sắc đẹp nó nguy hiểm vậy đó. Thì cuối cùng là sau khi thi tài ở võ là Thái tử rớt với bà Yajudala, còn một giai nhân tuyệt sắc, chính nước mà lại tranh giành đó, cũng thua Thái tử rồi. Ngài bị cổ cứng, nó có do Hồ La đứa con đầu lòng. Thì cái đêm mà đại hội này Ngài thấy là son phấn là đẹp đẽ như tôi nói lại. Rồi tới chừng mà uống rồi say mềm, rồi cô nào có lấy ngã xuống sùi bọt mép thì hôi rình. Mùi da thịt, mùi son phấn, rồi cái mùi mà rượu nồng nặc. Ngài nói phải đi thôi, ở lợi thêm 2-3 chú nữa là chết. Rồi nếu Ngài không dứt tình đi rồi làm sao mà có cái đạo Phật hôm nay mình ngồi đây mình biết cách tu. Mà chúng ta thấy bỏ được không? Trời ơi, mình có nhà cha mẹ, có tiền bạc để mình bỏ còn không được. Uống gì ngay vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan, nắm hết cả gian sang trong tay. Dứt, dám dứt không? Ngài biết nếu có ở chậm chút nữa mà mai đây rồi Gia Du Đồng La thức dậy rồi Ngài cứ cổ cứ kềm mình hoài, có siết hoài đi đâu được. Thì nửa đêm phải trốn đi rồi. Trốn rồi từ Thái tử mà bỏ ngôi vua mà mặc cái áo của người ăn mài, của người ăn xin. Đổi cái bộ đồ, mình lấy bộ đồ khất sĩ. Rồi 5 năm tìm đạo, 6 năm cố hạnh, không tìm ra. Mấy tôn giáo là chỉ, 62 tôn giáo thời bây giờ chỉ là người trời không. Thì Ngài thấy cái chỗ hơ, cái cõi trời vô sắc giới, cõi phi phi tưởng. Thì một cõi tương tự như là A-la-hán, một cái tương tự như Lai. Nghe qua cái Ngài biết sai, mà nhập định có 7 bữa là đắc A-la-hán. Là hắn giả, 7 bữa đắc Như Lai cũng như là giả. Ngài giảng cho mấy ông thầy nghe, mấy ông thầy hiểu. Nhưng mà cái chừng chỉ lại cái quả là hắn thiệt rồi, thì Ngài cũng là Bồ Tát là chưa đắc đâu. Người ta nói là đi hết Ấn Độ không ai cao hơn 2 đứa tôi đâu. Thế tự thấy đúng. Bây giờ phải tự tìm lấy. Thành ra Ngài mới là sau khi 6 năm thôi, 5 năm tìm đạo rồi, cũng thấy không thấy đạo. Con người sung sướng quá, rồi làm Thái tử thì không đắc. Bây giờ khổ hạnh tới chết đói, cũng không đắc. Thì nó giờ trở về trung đạo. Ngài mới xuống sông Ni Liên, Ngài tắm rồi lên nhận cái sữa của Sujata, rồi Ngài ấy tỉnh táo lại. Ngài nói cơ duyên ta đến đây chắc đến rồi. Ngài đi gặp dòng sông, thấy có cây bồ đề quá lớn, bên dòng sông rất là mát. Sông Ni Liên Thiền á. Mà nói, tẩy tay lên tề ở đây đó mà, máu ta có khô, xương có mục, mà ta không thấy được có đọa giải thoát, không thấy được có bất tử, thì ta nguyện chết đây. Nói lời Ngài lên, Ngài trải bộ đoàn ngồi 49 ngày. Thì thấy được quả Phật. Ngài nói thôi, Ngài xả ra rồi, Ngài nói thôi,
không giáo hóa được. Chúng sanh nó mê mờ lắm. Chúng sanh là tôi với mấy ông bà. Mới tập khí quen rồi. Tu là cái sữa. Tu là thăng hoa. Tu là trở nên cao thượng. Bỏ cái xiềng cây, xiềng sắt qua xiềng vàng. Là xiềng vàng làm sao bứt. Bứt được. Tu là muốn sung sướng, muốn hạnh phúc cõi trời. Muốn hưởng phước lạc. Cái thói quen cải sửa rồi có đó kêu là, bởi vì nói là cái nói đạo Phật mà nói là khổ đế là chán đời, chưa hiểu đạo Phật. Khổ đế đâu ăn thua gì, cái tập đế mới quan trọng. Cuộc đời là tám khổ ăn thua gì đâu. Sanh già bệnh chết thương yêu. Già bệnh chết là khổ sao? Đức Phật có già có bệnh có khổ có chết đâu, đâu có khổ. Này cũng già cũng bệnh cũng chết vậy. Nhưng mà Đức Phật là không khổ. Đau đớn này vẫn đau đớn. Nhưng mà khổ là do tư tưởng chứ đâu phải là do cái xác thân, đâu phải là do cảm giác. Nên đâu có gì phải nắm cái chỗ đó. Mà tư tưởng khi nào mới có thì thôi, cả tôn giáo không ai tìm được cái đó. Cứ là đặt vấn đề chấp nhận tư tưởng rồi tìm cách giải quyết tư tưởng thì lẫn quẩn trong tư tưởng. Ngài thấy được cái đó. Bây giờ đừng đặt vấn đề. Rồi khi căn tiếp xúc với trần mình phải biết theo dõi nó, không được cải sửa. Rồi khi trần tiếp xúc với sự vật có cảm giác khởi lên, phải coi cái tiến trình của nó. Rồi nó chuyển biến qua tư tưởng thì bắt đầu cái khổ từ đây. Mà nếu thấy rõ nó rồi thì đâu có vấn đề. Như nãy tôi nói, thấy rõ thì không có vấn đề. Mà không thấy thì lờ mờ. Lờ mờ thì khởi lên cái nghi tin hay không tin. Nếu tin thì cải sửa, mà không tin cũng cải sửa. Tin cũng là ngu, mà không tin cũng ngu. Đặt vấn đề là một cái ngu. Thì thế giới bây giờ đang đi vào đó. Mà thế giới hoang thua vậy đó, tôi nói quý vị, mỗi người chúng ta cũng đang đi vào đó. Tôi muốn quý vị thành Phật, chứ tôi không muốn quý vị người trội. Nhưng bây giờ làm sao thành Phật? Quá nhập lưu đâu có phải dễ. Thì còn pháp môn Tịnh Độ thôi. Là nhất niệm mà thành Như Lai. Chỉ có Tịnh Độ mới dám nói thôi. Còn nhất niệm mà thành trời do tâm Như Lai. Chỉ thần thêm có phát nguyện. Thành ra tôi mới đề trên bảng với nguyện giảng sanh. Nắm cái nguyện là nắm tất cả. Cái kia là duy tuệ thiện nghiệp, nắm cái huệ là nắm tất cả. Giới định tuệ thì giới định không quan trọng, mà cái huệ mới quan trọng. Thân khẩu không quan trọng, mà chính cái nguyện, cái ý mới là quan trọng. Rồi thì bây giờ trở lại, thì cái đầu tiên của chúng ta là muốn đi xa, bắt đầu từ gần. Mà gần là phải giữ năm giới. Mà cái giới đầu tiên là sát sanh là khó nhất. Thì tôi khuyên quý vị về phải ăn chay ít nhất 10 ngày. Và từ đó tiến lên chay trường. Rồi bắt đầu mới là hạ thủ công phu. Thì mới được nhất niệm. Nhất niệm là niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật. Coi đếm coi còn niệm Phật cái này phải qua 8 giới. Thì quý vị tập giữ 8 giới. Không phải thọ là được, mà có thể không thọ mình giữ. Nghe không? Ở đây tôi thấy có một số giữ được. Rồi năm giới được cũng có thể là nhất niệm được, nhưng mà hơi khó. Rồi thời buổi này là khó giữ giới lắm nha. Quý vị cố gắng. Rồi cái đầu tiên đó là cái ăn chay, nhất là thời hôm nay. Tết dịch gà kêu chết. Không biết bao nhiêu gà dịch chết. Cũng vì cái lỗ miệng mình. Thành ra cổ đức có đặt ra cái bài thơ tôi đọc lại. Vì đây là thường đa số là người thường thường không nghe thơ thì thích. Tôi nói nãy giờ đây triết lý không? Nghe mà hơi mệt. Đọc cái bài thơ cho nó thoải mái cái thần kinh của mình. Không kéo là nó bình tâm thần hết. Thì có đức cái bài thơ tôi thấy hay. Tôi đã đọc mấy lần rồi. Nhưng mà có số người mới không nghe để mình thấy cái sự đau khổ của tất cả các loài thú mà mình cố gắng ăn chay. Bước đầu của đạo Phật là giới, tức là hành. Nghe không? Phải giữ giới. Mà cái khó đầu tiên của giới là sát sanh. Rồi cái cuối cùng đó là không ghiền các chất sai, nhất là uống rượu.
Mà phải quán vô thường là bao trùm hết. Cái đó cao quá, vô thường vô ngã thì khó giảng. Thì thôi tôi xin đọc cái bài thơ đó để kết luận cái buổi nói chuyện hôm nay. Thì cũng hết giờ rồi, còn có 5 phút nữa thôi. Nhiều bài thơ như vậy trong cái bài nghi thức tụng niệm có là quý vị không để ý. Nào, muôn loài nào khác chi ta, cũng tìm sự sống, lánh xa tai nạn, có cha mẹ, có họ hàng, kết bè sinh hoạt mà hiệp đoàn siêng năng. Ta đừng giết nó mà ăn, cũng đừng bắt nó trói trăng giam cầm. Bảy câu trước độc mua ngầm, làm cho chúng nó âm thầm khổ đau. Lạc bầy dấn giác xôn xao, lại e cái nạn thớt giao hầu gần. Mình cũng thân, nó cũng thân, mà thương mình giết nó thì trái cân công bằng. Lâm mình cảnh ấy khổ chăng, ví như có kẻ bắt phân chúng mình, thì mẹ cha cô bác thảm tình. Xót xương đã lắm mà bất bình xiết bao, ruột rà ai cắt chẳng đau, tình thương ai dứt chẳng đau gan dạ. Nếu ta suy nghĩ mà càng, tình này cảnh ấy rõ ràng tương thân. Làm người ta có lòng nhân, hãy khơi tánh Phật lần lần sáng ra. Người cùng muôn vật một nhà, ta là anh chị, chúng là đàn em. Thương nhau ta hãy xét xem, ra tay cứu giúp đàn em dại khờ. Khi lâm nạn chúng bơ vơ, mau tay tiếp cứu chớ ngơ mắt nhìn. Thấy ai giết thất sanh linh, lựa lời khuyên giải mà dùng tình cản ngăn. Thú kia nó cũng là thân, cũng xương mà cũng thịt có phần như ta. Đánh đau chúng nó kêu la, tiếng kêu đứt ruột, tiếng la xé lòng. Tánh linh người vật cũng đồng, xuống tay bao nở mà cầm lòng sao đoan. Thân ta thì muốn cho an, mà thân kẻ khác lại toan xéo dài. Làm người ta lánh nạn tai, sau cùng kẻ yếu ra vai dữ dằn. Nếu ta biết lẽ công bằng, biết câu tội phước mà biết căn luân hồi, đã không giết nó đành rồi, cũng đừng hành hạ tỏ lời dễ khinh. Chớ cho chúng khổ vì mình, mở lòng thương xót mảnh hình hài kia. Đừng làm chúng nó xa lìa, con này mà xa mẹ, vợ kia cách chồng. Đừng bày cắt cổ nhổ lông, việc làm cũng phải dự phòng về sau. Dây quan ai lại buộc vào, kiếp này chưa trả thì kiếp nào mới trả xong. Muốn cho mình được thông dong, đừng làm kẻ khác cổ lòng mà chi. Chớ vì một chút sân si mà bao quan trái kéo trì cuốn lôi. Muốn ra khỏi biển luân hồi, vả kia phải hái cho rồi đừng gieo. Dừng chân thì bóng chẳng theo, ngưng tay thì nghiệp chẳng đeo theo mình. Ai ơi hãy khá giữ gìn. Đó là cái bài khuyên đừng giết tú. Nghe không? Nghe hay. Tôi nói là có ca có kệ rồi kia quý vị thích lắm. Thế rồi mà cái việc về ăn chay nha, nhưng mà vỗ tay không á. Giờ chay bằng cái tay thì chay bằng cái miệng luôn. Mà chay bằng cái miệng chưa được đâu, phải chay bằng cái gì nữa? Phải chay bằng cái tâm. Tức là phải tỏ tình thương với loài thú. Mình thấy ở ngoài quốc đó người ta thú mà. Con mèo con chó tôi không có qua bệnh, không biết người nó có mùng ngủ nữa. Thương tới vậy. Thì người ta tuy là người ta ăn mặn, bây giờ ăn chay cũng nhiều quá là bởi vì nó sanh ra bệnh tật. Đó thì quý vị cố gắng. Vậy thì cái bài giảng tôi tới đây cũng tạm ngưng. Là 1 tiếng 15 phút. Thì tôi cũng xin khuyên quý vị là cái đầu tiên của chúng ta cố gắng giữ giới, thì chúng ta mới về tu thiền định được. Là niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm khỏi cần niệm Phật. Thì tới đây bảo đảm đó.
cái gì có thể cõi cần ban hộ niệm, nhưng mà khó làm á. Ở đây tôi thấy ở đây làm được thì thôi, nhờ cái ban hộ niệm, nhờ tịnh xá này có ban hộ niệm tôi có đủ hết á. Tôi có đời tôi để tôi mong hai cái, một là lo xác thân, hai là lo về tâm linh. Thì xác thân là có Osama, đây có cho gọi nước muối mẹ cho không á, thì có đó ăn trị bá bệnh á, nhưng mà ăn nổi hay không là còn vô quý vị rồi. Thì dầu cho không nổi chết thì cũng chết một cách không có đau đớn. Còn ăn lúng xí thì nó bệnh lúng xí, chết nó nhức nhối rồi mới chết. Còn cái này nếu có chết rồi thì cũng là chết trong êm thấm. Cái gạo lứt nó làm cho cái tâm thân thể mình nó không có nhức nhối nữa. Còn cái ban hồi niệm giúp cho người nào niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm. Nhờ cái ban hồi niệm mình nhận sanh. Còn ai đã nhất niệm rồi khỏi cần niệm Phật có ban hồi. Thì cái này dễ dàng, có cũng được, không cũng được. Nhưng mà có ban hồi niệm thì giảng sanh cao hơn. Không? Vậy thì thôi, tới đây là tôi hồi nãy giờ tôi nói đó. Cái quan trọng của quý vị là ý nghiệp. Từ nay đừng tin bên ngoài nữa. Dầu đó là Phật. Mà tin ở mình. Mà tin mình tin cái gì? Tin ở cái giới luật mình giữ. Thì cái này nó bảo đảm quý vị an toàn. Không ai mà bắt phạt quý vị, không ai hành hạ quý vị. Quý vị sẽ thoát cái luân hồi sanh tử. Mà cái giới thì khó giữ vô cùng. Nhất là cái giới đầu tiên nãy tôi nói là sát sanh. Mà còn phải phóng sanh nữa. Mình có tiền bạc mình mua, mình thả loài thú. Quý vị ở tù mà lên tử hình, mà ai mà được tha cái quý vị mừng vô cùng. Thì con thú cũng vậy. Và thứ hai là trộm cắp lấy của không cho. Tôi đi đâu tôi giảng cái đó. Như mấy cái mà ông Vĩ Lão Phường 7 năm giới này. Và Lão Phường 7 rất thích tôi. Sư cho bài pháp ngày xưa. Sư giảng rồi người ta về, người ta ăn chay, người ta không có trộm cắp nữa, bớt nhiều lắm sư ơi. Mà sư giảng hay quá, họ nghe là họ thích. Thì đúng là giảng đúng thì nó là cái này là ngàn năm, bây giờ cũng cái năm giới này không có sửa được. Thì quý vị đầu tiên sơ cơ mẫu giáo là quý vị giảng làm sao ăn chay. Và kế đó là không trộm cắp mà phải bố thí nữa. Thứ ba là không tà dâm, phải tiết dục. Ai là có gia đình rồi thì hai con thôi. Thì Đức Phật nói à, nhưng mà bây giờ thấy chính phủ y chang vậy à, dù gái dù trai gì đó. Còn cái thứ tư là không nói dối, phải nói lời chân thật. Cái thứ năm là quan trọng nhất, không ghiền các chất sai, nhất là uống rượu. Chính phủ bây giờ cũng vậy. Đã lái xe thì đừng dùng các chất sai. Đó là của chính phủ mà cái Đức Phật giảng 2500 năm trước. Mà không những là Đức Phật lời khuyến đừng có uống rượu, mà cả những cái ghiền cà phê, thuốc lá, ghiền rượu chè, cờ bạc, phải dứt hết. Mà tôi nói đây là ghiền nhá, tức là dính mắt. Mình xả dao ra thì miếng môi thôi. Thế là Tết này nó là khó nhất. Bây giờ có bác sĩ cho con nói, bây giờ bác sĩ trưởng mời rồi, bây giờ con là bác sĩ nhân viên là con không uống được, mà nữ đó. Tôi nói là có giải gì, có đưa lên đụng môi, có để xuống, ai bắt buộc mình. Tôi hồi xưa làm hiệu trưởng như vậy. Còn giáo viên thì không có tiếp xúc, hiệu trưởng là tiếp xúc tùm lum. Thì mời uống rượu mình không uống, mà bây giờ uống người ta cùng ly mình sao, thì cũng đưa ly lên, đưa vô cái môi rồi để xuống. Ai bắt buộc mình, tại mình thôi. Còn đầu thì uống ít. Có nói là rượu ai mà ghiền sư ơi, nó cay xé à. À, tới nó một lần thì cay xé, hai lần thì bớt cay, ba lần thì bớt, rồi tới bốn lần rồi bắt đầu ghiền. Ghiền là do cái tập, tập là gì, là thói quen, làm tới làm lui nhiều lần. Cuộc sống này khổ là do mình thói quen, thì đã thói quen tập cải sửa lại, bớt lần. Nào, giờ tôi xin quý vị có nhiều đó, quý vị nắm cái tâm mình hay trong cuộc sống này, từ nay đừng có soi bói người khác nữa. Mà soi bói mình, rồi từ đó mình cải sửa. Rồi từ cải sửa mới qua cái đạo Phật là nhận lại. Thì đại khái là cái ý nghĩa hôm nay của bài giảng tôi dạy. Vậy thì trước khi dứt lời, một lần nữa tôi xin cầu chúc cho Pháp hội của chúng ta, có như toàn thể Pháp giới chúng sanh, đều chống giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.